Ngụy Trừ ngã xuống đất, co quắp nhìn Tần Nguyên, ông ta không rõ, thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Bởi vì ông ta không biết Lệnh Hồ Thu là người của Hiểu Nguyệt Các, cũng không biết ông ta giả chết là có liên quan đến Lệnh Hồ Thu. Dưới sự bức bách của Ngưu Hữu Đạo, cao tầng của Hiểu Nguyệt Các đã có quyết định sai lầm. Bây giờ cần phải có người gánh chịu trách nhiệm, chỉ có thể đem mạng của ông ta ra mà vá lại lưới. Nhưng Tần Nguyên từ trên cao nhìn xuống lại biết nhân quả trong đó. Ngưu Hữu Đạo rất có thể đã trốn khỏi nước Tề. Nếu đã không giết chết được Nhiêu Hữu Đạo ở nước tề, cũng chỉ có thể giết chết Ngụy trừ để tuyệt hậu hoạt. Bạch Vân Gian, khuê phòng Tô Chiếu, Viên Cương đang đánh giá căn phòng, đây là lần thứ hai hắn ta bước vào khuê phòng Tô Chiếu. Lần đầu tiên là hắn ta chủ động, lần này là Tô Chiếu chủ động mời hắn ta. Không giống như lần thứ nhất, gian phòng lần này dường như đã được trang trí tỉ mỉ. Đồ vật bày biện rất chỉnh tề, lại còn thêm mấy chậu hoa tươi tô điểm, thỉnh thoảng lại có mùi thơm bay lên. Hai người cùng nhau ngồi trong phòng rất dễ khiến cho người ta nhớ đến chuyện lần trước. Gương mặt Tô Chiếu không khỏi nóng lên, hai tay sờ gò má, sau đó đưa tay ra hiệu, ngồi đi. Viên Cương không ngồi, hỏi có chuyện gì sao? Không có việc gì, Tô Chiếu thấp giọng đáp một câu, bên quán đậu hũ còn có việc, ta phải về trước. Viên Cương xoay người rời đi, bỗng ngừng bước lại, Tô Chiếu ôm eo hắn ta từ đằng sau, mang theo sự ngượng ngập, không có chuyện thì không thể tìm ngươi sao. Viên Cương yên lặng một lát rồi đáp, chuyện lần trước, thật sự xin lỗi. Nói xin lỗi có tác dụng gì không? Ta đã nói là ta tự nguyện mà, ta còn phải trở về, để người khác nhìn thấy sẽ không hay. Quan hệ giữa chúng ta, người trong viện này có thể biết đều đã biết, không thể biết thì không ai biết được, người không cần lo lắng. Lông mày viên cương bỗng nhiên nhúc nhích, hắn ta biết rõ thân phận của tô chiếu, bằng không, lần đó hắn ta sẽ không đụng vào nàng ta như vậy. Như hiểu đạo điều tra được thân phận của tô chiếu, đã vội thông báo cho hắn ta, sợ hắn ta xảy ra chuyện hắn ta hiểu cái gì gọi là ai biết thì đều đã biết hiểu nguyệt các đã biết đã chấp nhận hắn ta với suy nghĩ hồ đồ của hắn ta ngay từ lúc ban đầu hắn ta muốn lẻn vào hiểu nguyệt các cũng có thể mặc dù hắn ta rất hận cách làm này của mình vi phạm nguyên tắc làm người của hắn nhưng lúc đó đầu óc giống như phát sốt đã làm chuyện không nên làm thấy hắn ta mãi mà không lên tiếng tôi chiếu lại nói có phải ngươi cảm thấy chỗ của ta không thích hợp ta hiểu suy nghĩ của đàn ông các ngươi Hãy cho ta chút thời gian, ta sẽ nghĩ cách thoát khỏi chỗ này. Có một số việc, về sau ngươi sẽ rõ." Trong lúc nói, hơi thở đàn ông của Viên Cương khiến cho nàng ta có chút mê đắm, cũng có chút động tình, kìm lòng không được. Nàng ta kéo Viên Cương quay lại, bốn mắt nhìn nhau, hai tay nàng ta ôm cổ hắn ta, ngẩng đầu, chậm rãi hôn lên môi của hắn. Trở về dưới ánh trăng, Tần Nguyên đến bên ngoài khuê phòng Tô Chiếu, kết quả động tĩnh trong phòng khiến cho tay bà ta đang chuẩn bị gõ cửa phải hạ xuống khe khẽ lắc đầu, rồi nhẹ nhàng quay người rời đi. Sắc trời đã sáng, qua một đêm xuân, viên cương mới từ phòng tô chiếu bước ra. Nhưng khi ra đến cửa sau, hắn ta bị tần miên cản lại. Viên cương dừng bước, tần miên thản nhiên nói, ta có chuyện cần nói. Dứt lời, bà ta yên lặng bước đến một góc vắng người. Viên cương suy nghĩ một chút rồi đi theo. Hai người tiến vào một gian lầu các, quay người đối diện nhau. Tần Miên hỏi, đông ra không giống mấy cô nương kia, chắc người cũng đã hiểu bây giờ ngươi định làm gì? viên cương cũng không lên tiếng, nhất thời khó xử. một bước đi nhầm, bây giờ hắn ta cũng tiến thoái lưỡng nan. đợi cả nửa ngày cũng không thấy phản ứng, tần nguyên lấy ra một viên thuốc đưa cho viên cương. lần trước ta hạ độc ngươi, đông gia không biết. ở cái nơi bạch phân gian này, đàn ông nào mà ta chưa thấy qua? chẳng có một tên đàn ông nào tốt cả, ta cũng chỉ vì muốn tốt cho đông gia thôi. ta cảnh cáo ngươi, đừng làm chuyện có lỗi với đông gia. nếu không ta sẽ không buông tha cho ngươi, trong cơ thể của ngươi còn độc, khi nào cảm thấy không thoải mái, cứ uống nó vào. Phủ hô diên thượng tướng quân, hô diên vô hận đứng trên lầu cát, dựa vào lan can nhìn ra một góc trong phủ. Một ngôi đình viện đang được tu sửa, chuẩn bị cho ngày đại hôn của con trai. Tâm trạng của ông rất phức tạp, một khi con trai cưới trưởng công chúa, rất nhiều chuyện hô diên ra sợ là thân bất do kỷ, có một số việc khó mà giữ được trung lập. Người nghĩ trung lập, người khác chỉ sợ sẽ không nghĩ như vậy một số minh đao ám tiễn một chút cũng không dám đắc tội với ông trước kia sợ rằng bây giờ sẽ bắn tới hô diên ra không nói những cái khác chỉ nói trưởng công chúa và ngọc vương đều do hoàng hậu sinh ra lúc này kim vương chỉ sợ đã hận hô diên ra thấu xương ngươi nói ngươi sẽ không thiên vị kim vương sẽ tin sao những hoàng tử đang có dã tâm có thể tin sao đây chính là một trong những nguyên nhân lớn nhất ông không muốn trưởng công chúa làm con dâu của mình ông tin rằng bệ hạ nhất định sẽ biết nhưng hiển nhiên so với sự vững chắc của hoàng quyền những cái khác đối với bệ hạ mà nói đều là thứ yếu người khó xử nhất cũng chỉ là hô diên gia cha hổ bước lên lầu nói tướng quân an thái bình lại qua đêm tại bạch vân gian hô diên vô hận hỏi y có làm gì không cha hổ đáp tình huống bên trong không rõ chúng thuộc hạ không tiện tiến vào nên không biết hô diên vô hận nói hôn lễ sắp đến người mời pháp sư của tam đại phái đến đây từ hôm nay trở đi người trong nhà muốn ra ngoài bên cạnh phải có pháp sư bảo vệ vâng cha hổ gật đầu nhìn ánh mắt của chủ nhân y biết ông đang lo lắng điều gì hô diên gia cuối cùng vẫn bị cuốn vào trong vòng xoáy đó đối với chuyện hôn sự hoàng cung lại càng sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn hơn ngày diễn ra hôn lễ đang đến rất gần càng gần đến ngày hôn lễ chuyện vui lớn đến như vậy hầu như tất cả người trong kinh thành đều biết có người vui có người buồn bách tính đều chờ đợi theo lễ cũ hoàng đế rất có thể cho mọi người dính chút ánh sáng, có thể là miễn thuế. chương 538, hình xăm ma vương một. Nhưng đối với trăm quan trong kinh thành mà nói, bọn họ lại nhìn thấy một con sóng ngầm mãnh liệt. Hồ Diên ra tay cầm binh quyền kiêu kỵ quân kết thông ra với hoàng đế, thế cục triều đình sẽ thay đổi toàn bộ. Em gái ruột thịt cùng một mẹ sinh ra sắp lập gia đình, Ngọc Phương Phủ tất nhiên là rất vui, xuất tiền xuất lực thể hiện tâm ý, vì em gái mà sắm thêm đồ cưới, siêu tầm mấy thứ quý hiếm hạ nhân trên dưới ngọc vương phủ lại càng vui hơn đều hiểu được đạo lý nước lên thì thuyền lên đều biết ngọc vương đã tìm được chỗ dựa lớn cho dù hô diên vô hận không tỏ thái độ nhưng ngọc vương cũng đã chiếm ba phần tiên cơ cho nên từ trên xuống dưới bọn họ đều chạy phát chân lên cổ để hôn sự của công chúa diễn ra một cách hoàn mỹ nhất kim vương phủ kim vương đập nát một số thứ chửi mắng hô diên ra có vẻ như hận không thể chu di cửu tộc hô diên ra không ít quan viên ra vào phủ các vị vương ra không ngừng hỗ trợ trù mưu hoạch sách. Có nhiều thứ cũng không còn cách nào. Rất nhiều quan viên trước kia nhìn mặt mà leo lên, chờ đến chân chính thượng vị, nhìn rõ được một số thứ, bắt đầu hối hận cũng đã muộn. Một số chuyện đã làm không quay đầu lại được, chỉ có thể tiến thẳng một đường. Hoàng thất cũng giống như vậy, đã đứng thành một đội, có một số việc đã xảy ra, muốn thay đổi đoàn đội khác cũng không dễ dàng như vậy. Ngay cả nội bộ tam đại phái cũng bị hôn sự này làm xáo trộn lòng người không ít quan viên nắm giữ đại quyền ở thế tục bắt đầu tiếp xúc với tam đại phái, đều phát lực vì người đứng sau, huống chi không ít đệ tử trong tam đại phái đang làm pháp sư tùy tùng trong nhà của các quan viên. Anh Vương Phủ vẫn bình tĩnh như trước, chỉ bận rộn chuẩn bị hạ lễ có thể mang đến mà thôi. Sứ giả các nước khác cũng cuống cuồng chuẩn bị lễ vật. Quán đậu hũ, cao trưởng quý bước vào nội viện, nhìn thấy viên cương đang cởi trần đu trên bức tường, trong lòng nhịn không được mà thầm than cơ thể rắn chắc như thế đoán chừng có thể lên núi đánh hổ ông ta có nằm mơ cũng không mơ được thân hình như vậy đông ra cao trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn lên trên chắp tay cười nói viên cương đang leo phía trên cúi xuống hỏi chuyện gì vậy thấy hắn ta không có ý định nhảy xuống cao trưởng quỹ đành phải ngẩng đầu đáp đông ra là như vậy đến ngày đại hôn của tam thiếu gia quán đậu hũ của chúng ta sợ là không thể kinh doanh trong mấy ngày viên cương hỏi đại hôn của tam thiếu gia chẳng lẽ còn muốn mời tất cả tiểu nhị trong tiệm đi uống rượu mừng hay sao? Cao trưởng quỹ cười ha ha, đông ra nói đùa, tam thiếu gia và trưởng công chúa kết hôn, đông ra đi uống rượu mừng thì còn được, hạ nhân thô bỉ và tiểu nhị như chúng ta nào có tư cách uống rượu mừng của công chúa chứ? Có thể bao một cái tiệm ăn để mọi người đi theo tham gia náo nhiệt cũng không tệ rồi. Là như vậy, ý của phủ tướng quân, khi tam thiếu gia kết hôn, quán đậu hũ của chúng ta không mở cửa buôn bán trong vòng 3 ngày. Chúng ta không bán ra bên ngoài, nhưng phải phát miễn phí đậu hũ trong ba ngày cho dân chúng trong thành, xem như quả mừng. Đương nhiên, tiền thì cũng phải tính. Toàn bộ chi phí đều tính hết cho tam thiếu gia. Tiêu hết bao nhiêu, sau này tam thiếu gia sẽ trả. Đông gia ngài thấy thế nào? Nếu được thì để ta đi trả lời đồng ý. Bộp, viên cương đột nhiên thả tay rơi xuống đất, thân hình hơi lắc lư một chút. Cao trưởng quỹ kêu lên một tiếng, mau bước đến đỡ hắn ta. Đông ra, ngài cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Viên cương nhắm mắt dùng sức lắc đầu, sau đó mở mắt ra, chậm rãi nói, được, cứ theo ý của phủ tướng quân mà xử lý. Vâng, ta biết rồi, để ta quay lại báo, chờ một chút, người vừa nói bao một tiệm ăn, vậy thì trong ngày tam thiếu ra đại hôn, chúng ta nghỉ ba ngày, bao mấy quán rượu ăn mừng một chút, để tiểu nhị trong quán có thể ăn uống miễn phí trong ba ngày. Đúng rồi, nếu trong nhà có vợ con thì cứ mang theo hết, thịt rượu muốn uống muốn ăn bao nhiêu cũng được, không cần phải tiết kiệm. Ừm đông ra, quán chúng ta có hơn mấy trăm người lận. Ăn uống tận ba ngày, tốn không ít tiền đấy. Cứ lấy trong tài khoản của ta, đừng rông dài nữa, cứ làm như vậy đi. Vâng, ta biết rồi, ta sẽ đi sắp xếp. Sau khi cao trưởng quỹ rời đi, viên cương cố nén sự khó chịu, thân hình lại lảo đảo một cái. Hắn ta vịn vào cọc gỗ bên cạnh, dùng sức lắc đầu lần nữa, hô hấp dần dần nặng hơn, cảm giác khó chịu ngày càng mãnh liệt. Cảm giác quen thuộc này khiến cho hắn ta nhớ đến tình huống bộc phát trong phòng tối ở Bạch Vân Gian. Cũng nhớ đến hôm đó, Tần Nguyên đã cho hắn ta một viên thuốc, bảo khi nào hắn ta khó chịu thì uống vào. Hắn ta lập tức ổn định thân hình, bước nhanh vào trong phòng của mình. Đợi khi hắn ta vào đến nhà, cơ thể đã không còn vững nữa, lảo đảo mấy cái, vất vả lắm mới mở được ngăn kéo tìm được viên thuốc kia. Trong lúc hắn ta muốn bóp viên thuốc, đùng, hắn ta bỗng dùng sức đấm vào đầu, ném viên thuốc trở lại trong ngăn kéo, đóng ngăn kéo cái cạch, chệch choạng lui lại, dựa lưng vào vách tường, miệng thở hổn hển đồ của hiểu nguyệt các đưa mà cũng uống sao hắn ta không cho rằng hiểu nguyệt các có lòng tốt như vậy không hề cố kỵ mà giúp hắn ta giải độc thuốc này nhất định có điều bất ngờ trong đó nhưng cảm giác đau đớn càng lúc càng nhiều khiến cho hắn ta trong nháy mắt như muốn sụp đổ hai tay của hắn ta ôm đầu cả người thuận theo vách tường ngã xuống mặt đất sau đó cuộn mình rồi mở rộng kềm chế không để cho mình lăn lộn tận lực không phát ra âm thanh đau đớn nhưng toàn thân lại run lẩy bẩy Mồ hôi rớt xuống như mưa, hai má và vành mắt có chút tái xanh. Chống cự được một hồi, dường như chịu không nổi nữa, hắn ta bò trên mặt đất, bò đến ngăn kéo kia, đưa tay sờ ngăn kéo. Sờ không được, với không tới, hắn ta cầm lấy nắm tay ngăn kéo, dùng sức bò lên, sau đó kéo ngăn kéo kia ra, bắt đầu sờ soạng trong ngăn kéo một trận, bàn tay run rẩy cuối cùng cũng mò được viên thuốc. Sau khi lấy viên thuốc ra khỏi ngăn kéo, hắn ta đột nhiên buông tay trở lại, dùng tay đẩy ngăn kéo đóng vào. Ý thức nói cho hắn ta biết, hắn ta không thể uống thứ hiểu Nguyệt Các đã đưa. Trên thực tế, lần này độc phát tác cũng có chút kỳ lạ. Người bình thường chúng khổ thần đan cứ ba tháng mới phát tác một lần, còn lần này của hắn ta cách lần trước cũng chỉ hai tháng. ư, ừ, hắn ta đóng ngăn kéo lại, hai tay vịn ngăn tủ ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, trên cổ nổi gân xanh, gương mặt hoàn toàn méo mó, giống như linh hồn sắp bị xé rách, người ngoài không cách nào tưởng tượng được hắn ta run rẩy vịn ngăn tủ ngồi xổm xuống kiểu trung bình tấn, hai chân cứ như sắp ngã, hai tay phải chống vào hộp tủ mới giữ vững được thân hình. Hắn ta nhớ, mỗi lần luyện khí công, khi bị đánh sẽ không có cảm giác đau đớn. Lần đau này, hắn ta không còn lựa chọn nào khác, không thể tìm được những cách khác để làm dịu, chỉ có thể thử cách này. Viên cương bắt đầu điều tiết hô hấp, tiếng hít thở cũng nứt quáng vì run rẩy, sự đau đớn khiến cho hắn ta khó điều chỉnh được tiết tấu hít thở của mình cũng may hắn ta luyện khí công lâu dài cũng không phải công cốc khi đã có ý thức được một chút cơ thể của hắn ta bắt đầu theo bản năng vận chuyển công pháp dần dần giúp hắn ta ổn định lại tiết tấu hô hấp chức năng điều chỉnh hoạt động cơ thể vừa xuất hiện viên cương lập tức hoài nghi có phải hắn ta đang bị ảo giác hay không giống như hắn ta vừa mới uống thuốc giảm đau liều cao chỉ trong một khắc cảm giác đau đớn trong nháy mắt đã thối lui như thủy chiều giống như một đống lửa đang cháy đột nhiên bị dội một chậu nước thoáng chốc bị dập tắt chỉ còn lại khói xanh lượn lờ, khiến cho người ta nhất thời không cách nào lấy lại tinh thần. Điều chỉnh cơ thể khiến cho động tác trung bình tấn của hắn ta cũng trở lại động tác tiêu chuẩn khi luyện tập bình thường, hai tay đang nắm hộp tủ cũng đã nắm thành quyền, chậm rãi đặt bên eo. chương 539, hình xăm ma vương 2. Phù, phù, tiếng hít thở như ống bể, lỗ mũi bắt đầu phun ra khói màu trắng, lượn lờ bên ngoài một vòng, sau đó lại được hắn ta hút vào trong miệng. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, Phần bụng bắt đầu nhô lên như mặt bán cầu, dần dần nhấp nhô theo hô hấp của hắn ta, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Mũi phun ra khói trắng, miệng hút vào, âm thanh như ống bể, còn có mặt bán cầu nhấp nhô trên bụng, nhìn rất kỳ lạ. Càng kỳ lạ hơn chính là, huyệt vị toàn thân của hắn ta xuất hiện một luồng khí xoáy nhỏ bé, cả người giống như một cái trong trong gió, giống như có thứ gì đó đang nhô ra từ trong cơ thể, lại còn có thứ gì đó giống như từ cõi u minh nhanh chóng tiến vào trong cơ thể hắn nếu có tu sĩ nào mở ra pháp nhãn tất sẽ nhận ra thứ đang nhanh chóng chui vào trong cơ thể hắn ta chính là linh khí thiên địa lỗ chân lông toàn thân bắt đầu chảy máu không bao lâu sau tơ máu chậm rãi biến sắc biến thành màu lam lam ti tơ xanh từ trong lỗ chân lông dỉ ra rất lâu da thịt của viên cương giống như bị sơn một lớp sơn màu xanh dưới sự gia tốc của lốc xoáy lớp sơn màu xanh này hình thành từng đường vân vòng tròn chạm vào nhau khi huyết xanh xuất hiện trong phòng xuất hiện một mùi hôi thối sau nửa canh giờ, khó trắng mà miệng và mũi viên cương đang hấp thu bắt đầu nhạt đi. Âm thanh ồ ồ cũng nhỏ dần, bán cầu nhấp nhô trên phần bụng cũng từ từ xẹp xuống. Hắn ta mở mắt, thu lại trung bình tấn, chậm rãi đứng thẳng người. Cảm giác đau đớn đã không còn, thay vào đó là cảm giác dễ chịu toàn thân. Hắn ta nhìn hai tay của mình, rồi lại nhìn lớp sơn màu xanh trên cơ thể. Trước kia, hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy tình huống này trong lúc tập luyện. Hắn ta kéo ngăn kéo, nhìn viên thuốc bên trong, sau đó đóng ngăn kéo lại, một lần nữa nhìn người của mình. Hắn ta quay người bước đến trước gương đồng, nhìn mình trong gương, rồi quay người lại, nhìn phần lưng phía sau của mình. Lớp sơn màu xanh bên ngoài cơ thể hắn ta tạo thành rất nhiều hình vẽ quỷ dị, giống như có quy tắc, rồi lại giống như không có quy tắc, toàn thân như hiện đầy hình xăm mặt quỷ, khiến cho cả người hắn ta lộ ra vẻ dữ tợn dọa người, phối hợp với dáng người rắn chắc, hắn ta giống như ma vương từ địa ngục bước ra. Vừa rồi, ý thức của hắn ta vẫn còn mơ hồ, cũng không biết mấy hình vẽ dọa người này làm thế nào mà hình thành chờ một lát hắn ta ngửi được một mùi không bình thường trong phòng có lẽ vừa rồi quá quen thuộc lúc này mũi đã thở lại bình thường hắn ta không khỏi cau mày mùi của xác chết hắn ta từng tiếp xúc với mộ huyệt trong một thời gian dài không thể không quen với mùi của xác chết không sai trong phòng này thậm chí là trên người hắn ta đang tản ra mùi của xác chết hắn ta lập tức mở cửa chuẩn bị tẩy sạch mấy thứ trên người cũng không biết có phải bị trúng độc mà tiêu hao rất nhiều năng lượng hay không, khi đi đường, viên cương có cảm giác nhẹ bẫng. Nhưng hắn ta lại cảm thấy không mệt mỏi, ngược lại thể xác tinh thần lại nhẹ nhõm. Khi bước đi, hắn ta có thể cảm nhận được sự nặng nhẹ trong bước đi của mình. Cảm giác khó chịu trong cơ thể giống như đã bị tẩy rửa hết. Cảm giác yếu ớt này khiến cho hắn ta có chút không quen. Cơ thể nhẹ nhàng giống như mất hết sức mạnh. Khi hắn ta bước đến chỗ mái hiên, cơ bụng thu lại, cơ ngực kéo căng hai tay đang nắm đột nhiên mở ra toàn thân dâng lên một luồng lực đạo một lát sau một dòng điện mang theo sức mạnh bành trướng lan tràn khắp tứ chi ầm một âm thanh vang lên lớp sơn màu xanh bên ngoài cơ thể trong nháy mắt bị bắn bay quần bên dưới cũng bị xé rách tơi tả cả người hắn ta trần chuồng đứng trên bậc thang mở rộng hai tay cơ bắp cuồn cuộn khiến người ta phải kinh tâm động phách nổi lên xương khớp toàn thân nổ lốp bốp như giang đậu cảm nhận được sức mạnh tràn ngập toàn thân viên cương vô cùng kinh ngạc nhất là lực đạo của hắn ta lại có thể sinh ra khí bạo. Có rất nhiều thứ hắn ta hoàn toàn không hiểu, cũng không được các bậc tiền nhân truyền thụ kinh nghiệm, vẫn tự mình tìm hiểu lấy, cho nên hắn ta thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Mấy huynh đệ đang cảnh giới nghe đùng một tiếng, ai nấy đều kinh hãi, lập tức chạy đến xem. Mọi người thấy lão đại của mình đang trần chuồng đứng trên bậc thang, chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng không ai cảm thấy xấu hổ cho viên cương, bọn họ sống trong một tập thể, chuyện mọi người cởi hết quần áo tắm chung một phòng là chuyện rất bình thường tuy nhiên điều khiến cho mọi người cảm thấy kỳ lạ chính là tại sao làn da của lão đại lại trở nên hồng hồng viên cương mình trần bước xuống bậc thang đến bên cạnh giếng nước trong viện ngồi lên một băng ghế nhỏ giúp ta múc ít nước để ta tắm một chút mọi người lập tức chạy đến liên tục múc nước từ giếng lên một thùng lại một thùng bắt đầu cọ rửa cơ thể viên cương viên cương cúi đầu im lặng suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra vừa nãy mặc cho nước chút xuống đầu của mình. Tắm xong, Viên Cương cũng ý thức được sự bất thường. Trước đó, làn da của hắn ta chỉ là hơi đỏ đỏ, bây giờ bị nước lạnh xối vào, nó cũng không thay đổi chút nào, vẫn giống như bị bỏng nước sôi. Phủ thứ sử Bắc Châu, Thiệu Bình ba bước vào thư phòng, nhìn Thiệu Tam Tỉnh đang đứng trước tấm bản đồ. Thiệu Tam Tỉnh đứng trên ghế, rút mấy cây ngân châm trên tấm bản đồ, dịch chuyển về vị trí phía trước một chút rồi cắm vào lần nữa. Vị trí ngân châm chính là vị trí đại khái của đội tàu trên biển. Cứ nửa ngày sẽ tiến hành điều chỉnh một lần, nếu sự điều chỉnh không thông một đường, đồng nghĩa với việc đội tàu tiến lên không thuận lợi. Người ngoài bước vào phòng, người không biết chuyện sẽ rất khó hiểu được ý nghĩa của mấy cây ngân châm nho nhỏ trên tấm bản đồ kia. Thiệu Tam tỉnh từ trên ghế nhảy xuống, chắp tay nói, "Đại công tử." Thiệu Bình ba nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ, giọng nói ngưng trọng, "Sắp đến cửa biển tiến vào nước Hàn rồi." nhiệm vụ của chiếu tỷ xem như hoàn thành tiếp đến phải trông vào chúng ta thiệu tam tỉnh đáp đại công tử yên tâm đi chúng ta kinh doanh đường thủy đó nhiều năm rồi sẽ không có vấn đề gì đâu thiệu bình ba quay người ngồi xuống đằng sau án thư thiệu tam tỉnh thừa dịp y còn chưa bắt đầu công việc từ trong tay áo móc ra một tờ mật báo tin tức của tu sĩ bí mật được phái đến tề kinh gửi đến để tránh tai mắt của đại thiền sơn bọn họ đã tốn không ít tâm tư chú ý rất cẩn thận bởi vì không cẩn thận cũng không được Đại Thiền Sơn nghiêm cấm ngươi làm việc này, ngươi còn muốn qua mặt Đại Thiền Sơn để làm. Nếu để bọn họ phát hiện, ngươi tiêu rồi. Ừm, Thiệu Bình Ba đang cảm thấy vui, liền cầm mật tín mở ra xem. Mới xem được một chút, lông mày của y đã cao lại. Y khép tờ mật tín, im lặng một hồi mới lên tiếng, như hữu đạo gây ra nhiều chuyện ở Tề Kinh như vậy, nhưng Chiếu Tỷ lại không nói cho ta biết. Chiếu Tỷ đang có gì đó giấu giếm ta. Sau khi xem xong nội dung trên tờ mật tín, Thiệu Tam Tỉnh cũng ý thức được điều này, có thể Tô Tiểu Thư vẫn không nhịn được, muốn ra tay đối phó Ngưu Tặc. Chuyện khiêu chiến ở Phi Bộc Đài, theo Lão Nô cảm nhận, 89 phần 10 là do Tô Tiểu Thư làm. Thiệu Bình Ba khẽ gật đầu, Ngưu Hiếu Đạo xuất phát từ quận Thanh Sơn, hành tung của hắn, chiếu tỷ nắm rất rõ. Sa mạc đường tắt minh mông, người bình thường không có khả năng và sức lực theo dõi liên tục như vậy. Kết quả, khi Ngưu Hiếu Đạo vừa đến Tề Kinh, lập tức có người tìm hắn gây sự xét từ việc theo dõi và những việc lén lút đã xảy ra ngoại trừ chiếu tỷ đoán chừng khó có thể là người khác thiệu tam tỉnh nói nhưng tô tiểu thư cũng không làm gì được lần nào cũng bị nghiêu tặc dễ dàng hóa giải thật ra cũng nằm trong dự liệu thôi trước chuyện nhỏ này sao có thể làm khó được hắn nếu dễ dàng đắc thủ như hữu đạo có nổi tiếng đến mấy cũng không sống được đến ngày hôm nay chiếu tỷ không nghe theo lời ta sắp xếp gì cả thiệu bình ba thở dài lại mở mật tín trong tay xem qua mấy lần chương 540, đối thủ cũ, giết chắc siêu của vô biên các, chấn nhiếp đạo trích phi bộc đài, đánh bại côn lâm ở hồ thiên kính, hái đóa hoa ở phù phương viên, hắn bình định chướng ngại trên con đường của hắn không ai cản nổi, có thể làm việc người khác không làm được. Đây mới chính là đối thủ của ta, sắc mặt thiệu bình ba hơi ngưng trọng, thiệu tam tỉnh nói, nhưng cuối cùng còn không phải đã rơi vào tay triều đình nước tề sao. Lệnh hồ thu và hắn đã bị bắt, thiệu bình ba nói, nhưng ta luôn có cảm giác không đúng mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Sau khi rời khỏi quận Thanh Sơn, hắn một đường vượt mọi trông gai, chính là vì chuyện chiến mã. Nhưng vì sao hắn lại cứ tiêu dao ở Tề Kinh với Hồng Nương? Chúng ta giao thủ với hắn lâu như vậy, hắn là hạng người gì chúng ta còn không biết sao, sao có thể là người vì nữ sắc mà lầm chính sự. Hành động của hắn giống như đang che giấu tai mắt người khác, hoặc có thể nói là đang chờ đợi thờ cơ. Nếu như không nắm chắc an toàn, hắn đã dám dạo chơi ở Tề Kinh, tại sao đột nhiên lại bị triều đình nước tề bắt lại? Thiệu Tam tỉnh hỏi, vậy theo ý của ngài, ngài cho rằng chuyện gì đã xảy ra? Thiệu Bình Ba lắc đầu, không hiểu tình huống, y cũng vô pháp đưa ra phán đoán tóm lại việc này không ổn. Dựa vào năng lực của Ngưu Hữu Đạo, hắn không dễ dàng bị bắt như vậy. Còn nữa, lệnh Hồ Thu là người của Hiểu Nguyệt Các, Ngưu Hữu Đạo chắc chắn cũng biết thân phận này của ông ta. Hai người kết bạn lăn lộn ở Tề Kinh lâu như vậy, đoán chừng người nào cũng có mục đích riêng của mình, chẳng ai có ý tốt với đối phương. Lệnh Hồ Thu bị bắt, chắc chắn có vấn đề trong đó. Thiệu Tam Tỉnh hỏi tiếp, Ngưu Hữu Đạo biết Lệnh Hồ Thu là người của Hiểu Nguyệt Các, hắn còn dám động sao? Hiểu Nguyệt Các là cái thá gì chứ? Hắn ngay cả băng tuyết Các mà cũng dám âm thầm ra tay, người cảm thấy hắn có cái gì mà không dám chứ. Chỉ cần có cơ hội, Phiêu Miểu Các cũng bị hắn lật lên. Thiệu Bình ba khinh thường nói một câu, mắt nhìn tờ mật tín trong tay, lập tức truyền tin cho chiếu tỷ báo cho tỷ ấy biết tin tức mà chúng ta đang nắm giữ, hỏi tỷ ấy đang giấu giếm chúng ta bao nhiêu chuyện. Không, cái gì cũng không cần nói, bảo tỷ ấy mau chóng đến đây một chuyến. Ta phải trực tiếp hỏi tỷ ấy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Sau một trận mưa to gió lớn, kinh đào hãi lắng, gió đã giảm dần, sóng cũng không còn lớn nữa. Vẻ u ám trên bầu trời cũng từ từ biến mất, quản phương nghi đi theo nghiêu hữu đạo bước ra khỏi căn phòng nhỏ, bước lên bong thuyền ướt súng. Nhìn biển cả sau một trận cuồng nộ, Quản Phương Nghi nói, thời tiết trên biển đúng là hỉ nộ vô thường. Lúc này, công tôn bố cũng chui ra từ khoang thuyền, nét mặt nghiêm túc, đạo ra, đội tàu đằng trước truyền tin tức, có 6 chiếc thuyền bị lật, trong đó có 4 chiếc là chở ngựa. Mọi người đã cứu được một số, nhốt trong khoang giữ ngựa trên thuyền, còn lại thì cùng với thuyền chìm xuống đáy biển. Nghiêu Hữu đạo khẽ gật đầu, biểu hiện đã biết, đây không phải là lần đầu tiên hắn đụng phải chuyện như thế. Trên thuyền, các thuyền viên đều bận rộn, sau khi tránh được cơn bão, cánh buồm đã hạ xuống một lần nữa được kéo lên nhờ sức gió để đẩy thuyền đi dạo một vòng bên ngoài nghiêu hữu đạo trở lại khoang thuyền đệ tử ngũ lương sơn vừa mới gửi tin tức đến trên vách tường trong căn phòng nhỏ có treo một tấm bản đồ biểu hiện hướng đi của đội tàu lấy bút son tô thành điểm đỏ tạo thành một đường chấm chấm nghiêu hữu đạo chỉ vào một điểm đỏ đến cửa một nhánh sông nước hàn hỏi nếu tính toán thời gian chúng ta muốn đến cửa sông này phải mất bao lâu công tôn bố đáp khoảng nửa tháng nghiêu hữu đạo lại rời tay xuống dưới điểm một điểm lên bờ biển quận thanh sơn chúng ta còn bao lâu nữa mới về đến quận thanh sơn công tôn bố đáp theo những người có kinh nghiệm lái thuyền nói tối đa một tháng nghiêu hữu đạo lắc đầu không được đâu với khoảng cách của con đường bên trên thuyền của chúng ta nhất định phải đến quận thanh sơn trước như vậy lộ tuyến phía trên mới có thể ra đến cửa biển thiệu bình ba không phải là loại lương thiện gì nhất định sẽ có nhân thủ tiếp ứng tại cửa biển đến lúc đó gửi tin tức đến lại không nhìn thấy thuyền, chúng ta sẽ bị lộ tẩy. Tranh lệch nửa tháng đối với chúng ta mà nói là quá nguy hiểm. Hiểu nguyệt các có thể tổ chức nhân thủ đến chặn đường chúng ta trên biển bất cứ lúc nào. Công tôn bố nói, ta hiểu rồi, chúng ta có thể lấy lý do gặp bão liên tục trên biển làm chậm trễ hành trình. Nghiêu hữu đạo ừm một tiếng, biểu hiện có thể. Quản phương nghi tò mò hỏi, dựa vào cái gì thiệu bình ba kia không thấy chiến mã sẽ cho rằng ngươi đã lấy, và cho người chặn đường ngươi nghiêu hữu đạo cười nói nếu đổi ngược ta là y ta không thấy chiến mã của ta người đầu tiên ta hoài nghi cũng sẽ là y ta sẽ tổ chức nhân thủ đến biển quận thanh sơn để chặn không cần phải dựa vào cái gì quản phương nghi có chút không hiểu công tôn bố mỉm cười chỉ có người của nghiêu hữu đạo mới biết được hai người này là đối thủ cũ nghiêu hữu đạo nhắc nhở hồng nương thiệu bình ba không đơn giản đâu rất nguy hiểm nếu sau này ngươi gặp y nhất định phải cẩn thận quản phương nghi hừ một tiếng khinh thường nói có thể nguy hiểm bao nhiêu chứ. Nghiêu hữu đạo đáp, có thể một tay kéo Bắc Châu ra khỏi nước Yến, còn có lực kháng nước Hàn và nước Yến. Bị kẹp giữa hai nước, nhưng hai nước này vẫn không làm gì được y, đồng thời phát triển Bắc Châu một đường thẳng tiến, lại còn có người của Hiểu Nguyệt Các giúp y lo chuyện chiến mã. Hạng người như vậy, người cảm thấy có thể đơn giản sao? Quản phương nghi hỏi, tướng Bắc Châu không phải Thiệu Đăng Vân à? Nghiêu hữu đạo lắc đầu, Thiệu Đăng Vân là thuộc hạ cũ của Ninh Vương Thương Kiến Bá thuộc hạ cũ của Ninh Vương đều biết ông ấy rất rõ. Thượng Đăng Vân là một tướng tài, trên chiến trường thì có lẽ được, nhưng tuyệt đối không có bản lãnh tung hoành giữa các chư quốc. Hết thảy mọi thứ bây giờ đều do con trai của ông ta gầy dựng nên. Cục diện Bắc Châu hiện tại đều do một tay thiệu bình ba thúc đẩy. Thiệu Đăng Vân cũng chỉ bị đẩy lên mặt bàn mà thôi. Bên trong thế lực chư quốc, người có thể thắng được y chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Quản phương nghi cả kinh, nghiêu hữu đạo quay sang nói với công tôn bố chuyện tề kinh lần này ta đoán chừng y sẽ không ra tay nếu không chiến mã của chúng ta cũng không dễ dàng đắc thủ như vậy đồng thời khó mà thoát thân không biết có phải vì chuyện lệnh hồ thu bị hiểu nguyệt các chế trụ hay là vì nguyên nhân nào khác cũng có thể là bị đại thiền sơn cảnh cáo một lần đồng thời tiến hành quản chế và can thiệp nhưng ta cảm giác lần này tin tức của y rất bế tắc nếu không có một số việc sẽ không gạt được y đâu y nhìn thấy được cơ hội nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng với ta. Ta thậm chí đã làm tốt việc giao thủ với y, nhưng ta lại không thấy y phát lực, để Đại Thiền Sơn tránh thoát được một kiếp. Thật đáng tiếc, công tôn bố cũng hiểu được đại khái ý của Ngưu Hữu Đạo. Hắn muốn dựa vào một số việc phế đi Đại Thiền Sơn đằng sau Thiệu Bình Ba. Kết quả, Đại Thiền Sơn không cho hắn cơ hội ra tay. Quản Phương Nghi trầm ngâm nói, nghe người nói như vậy, Thiệu Bình Ba này sợ rằng không thể lưu lại. Người đoạt chiến mã của y, dễ thành hậu hoạn. Ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ mới được. Như hữu đạo nhún vai, tỏ vẻ không có gì. Công tôn bố mỉm cười. Thấy biểu hiện của hai người như vậy, quản phương nghi hỏi có ý gì vậy? Ta nói sai sao? Công tôn bố nhỏ giọng nói bên tai quản phương nghi, không phải là không muốn diệt trừ, mà là trừ không được. Thiệu bình ba cũng muốn tiêu diệt đạo gia. Người tưởng đạo gia thích náo ra danh tiếng lớn như vậy ở băng tuyết các sao. Với lại, người nghĩ thiệu bình ba đồng ý gánh cái tiếng giết mẹ giết anh à. Quản Phương nghi sừng sốt, chợt bừng tỉnh, hóa ra hai người này là đối thủ cũ. Chương 541, thượng tướng quân đến, Tề Kinh đang chìm trong bầu không khí vui mừng, đầu đường cuối ngõ đều răng đèn kết hoa. Quán đậu hũ cũng không ngoại lệ, đêm đã khuya nhưng vẫn còn bận rộn, chuẩn bị đậu hũ cho ngày mai. Ngày mai, bọn họ phải cung cấp miễn phí đậu hũ trong 3 ngày. Số lượng cung cấp nhất định rất lớn, người dân bình thường vốn ăn không nổi đoán chừng sẽ chen chúc đến. Ngày mai sẽ có rất nhiều chỗ cung cấp thức ăn miễn phí. Theo ta được biết, trong cung cũng đang bận rộn làm bánh mì để chuẩn bị phát miễn phí vào ngày mai. Còn nữa, Ngọc Vương Phủ cũng sẽ răng lều phát thức ăn miễn phí. Rất nhiều nhà quyền quý đều hưởng ứng hoạt động này. Chỉ cần chịu khó mất mặt chút, toàn bộ bách tính trong kinh thành sẽ được ăn chùa trong mấy ngày này. Cao trưởng quỹ vừa rót rượu cho viên cương vừa nói, hôm nay hắn ta không về nhà, chuẩn bị ở lại đây mấy ngày. Mấy ngày tới nhất định sẽ rất bận, Hai người vừa nói đến chuyện phát miễn phí đậu hũ, vừa nhìn người làm bận rộn trong hậu viện. Viên cương nói, tăng số lượng lên nhiều một chút đi. Cao trưởng quỹ than thở, đông ra, ta hiểu ý tốt của ngài. Nhưng ta sợ tốt quá sẽ sinh ra phản tác dụng. Ngài nghĩ xem, người có thể chạy đến ăn chùa như thế này, phần lớn đều là người quá cực khổ. Có người ăn không hết cũng sẽ lấy để dành, ước chi mình được nhận thêm nhiều một chút, về sau sẽ ăn dần dần. Ngày mai, quan phủ sẽ rất bận, không cắt cử người trông coi đậu hũ cho chúng ta. Chúng ta cũng không biết được người nào đã nhận rồi người nào chưa nhận. Kinh thành có nhiều người như vậy, có thể biết mặt được hết sao. Đông ra, đậu hũ của chúng ta không thể so với mấy loại bánh bột ngô được. Chúng không thể để lâu, rất dễ bị biến chất, cho nên không thể mở rộng cung ứng, nhất định phải khống chế số lượng. Nếu không, để mọi người ăn đau bụng, sẽ lớn chuyện trong ngày đại hỷ. Người ta không nhận ý tốt của chúng ta thì không nói, chiêu bài quán đậu hũ của chúng ta cũng bị đập luôn. Đông ra, ta xin nói một câu không dễ nghe, thế cục bây giờ đã thay đổi. Trước kia, Thượng tướng quân duy trì trung lập, tất cả mọi người đều muốn lôi kéo Thượng tướng quân, tối thiểu thì không ai muốn đắc tội ngài ấy. Nể mặt phủ tướng quân, ai cũng không dám đụng vào chúng ta. Nhưng sau này thì khác rồi, có một số người đang lo không nắm được thóp của chúng ta, việc nhỏ cũng có thể biến thành chuyện lớn. Ngài nói, lúc đó bên trên sẽ theo nếp mà xử lý hay là vẫn làm trái pháp luật. Chỉ sợ, ngay cả tam thiếu ra về sau cũng phải thu liếm lại mấy phần ở kinh thành. Bên phía phủ tướng quân cũng đã căn dặn chúng ta phải cẩn thận. Viên cương suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu, cao trưởng quỹ nói rất có lý, cứ theo lời ngươi nói mà làm. Đúng rồi, người đã lo xong việc bao quán rượu ngày mai chưa? Cao trưởng quỹ cười nói, đều đã làm xong, đông ra không cần lo lắng, cứ việc đến phủ tướng quân uống rượu mừng, bên này đã có ta trông chừng rồi. viên cương bình tĩnh nói, ta không tham gia tiệc rượu mừng ở phủ tướng quân đâu, ở lại đây bồi mọi người còn hay hơn. cao trưởng quý vội nói, rượu mừng đó cũng không phải ai cũng có tư cách uống được đâu, người có thể đến đều là người có thân phận và địa vị. có rất nhiều phú gia trong kinh thành này muốn tham gia cũng không được, chỉ có thể đứng nhìn. những người có thể tham dự không giàu thì quý, cơ hội lộ mặt này không phải ai muốn cũng được. Mấy vị công tử nhà tướng quân đều quan hệ tốt với Đông Gia, Sương Huynh gọi đệ. Đông Gia đến đó, để mọi người nhìn thấy, về sau ai cũng phải nể mặt Đông Gia ở kinh thành này. Cha quản gia đã chính miệng bàn giao ta phải gọi ngài đến đó uống rượu mừng. Mặt mũi này, tâm ý này, Đông Gia ngài không thể không lĩnh tình. Viên Cương nói, chính bởi vì người đến đó không phú thì quý, mới không phải là chỗ mà ta nên đến. Ta ở đây giúp tam thiếu gia chiêu đãi người bên dưới cũng như vậy thôi hắn ta yêu cầu bao quán rượu cũng chính là vì không muốn đi uống rượu mừng sợ bị đám người hạo thanh thanh bên kia nhận ra cao trưởng quỹ chỉ hỏi một câu với giao tình giữa tam thiếu gia và ngài trong ngày đại hôn của ngài ấy ngài không muốn đi sao về tình về lý đúng là không thể nào nói nổi viên cương im lặng sau đó hỏi lại bên kia chỉ đích danh nguyên đại hồ và cốc hữu niên đi với ta đến uống rượu mừng rốt cuộc là có ý gì cao trưởng quỹ cười khổ đông ra ngài có hỏi bao nhiêu lần nữa ta cũng không biết Ta cảm thấy rất khó hiểu về chuyện này, nhưng đây là việc đích thân cha quản gia đã nói. Bạch Vân Gian, nửa đêm, cánh cửa đóng mở không phân biệt ngày đêm đột nhiên ông một tiếng đóng lại. Đại hôn của trưởng công chúa, tất cả những nơi kinh doanh trong kinh thành đều phải đóng cửa ngừng buôn bán trong ba ngày. Đứng trên lầu các, Tô Chiếu và Tần Nguyên nhìn những ngọn đèn đang được dập tắt bên trong thính đường, nhìn các cô nương lần lượt rời đi, chỉ còn lại một số người quét dọn. Hai người cũng quay người biến mất khỏi chỗ sâu hành lang. Khi đến hậu viện, Tô Chiếu ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, chợt hỏi, người nói đã phái người đuổi theo Kim Sĩ đến quận Thanh Sơn, có tìm được Ngưu Hữu Đạo ở đâu chưa? Tần Miên cười khổ, liên quan đến công vụ và quân vụ quận Thanh Sơn, không biết có bao nhiêu Kim Sĩ bay đến, cũng chẳng ai biết cái nào là liên quan đến Ngưu Hữu Đạo. Muốn điều tra, ít nhất phải phái ra phi cầm cỡ lớn mới được. Nhưng kiểu giống chống khua chiêng như vậy, muốn không bị phát hiện cũng khó, có thể làm được gì chứ? Hơn nữa, nói không chừng Ngưu Hữu Đạo đã về đến quận Thanh Sơn. Tô Chiếu cũng muốn có suy nghĩ này, cứ như vậy mà để Nghiêu Hữu Đạo trốn thoát dưới mắt, nàng ta nuốt không trôi cục tức. Đông ra, dù sao mấy ngày tới cũng thanh tịnh, có cần ta phái người gọi An Thái Bình đến ở với ngài không? Tần Nguyên trêu gẹo một câu, mà Tô Chiếu hơi nóng lên, liếc nhìn bà ta một cái. Ngày kế tiếp, phủ hô diên thượng tướng quân rất náo nhiệt. Trường công chúa được gả vào hô diên ra, không náo nhiệt, không phô trương mới là lạ, lạ. Viên cương cùng với hai người cụt tay cụt chân cũng không xuất hiện cho đến khi đèn hoa treo lên tiệc cưới bắt đầu ba người mới tìm một nơi vắng người ngồi xuống viên cương không muốn ngồi cùng một chỗ với đám người không phú thì quý kia theo yêu cầu của hắn ta hô diên ra giường như cũng hiểu sắp xếp cho hắn ta một vị trí tương đối vắng người nguyên đại hồ và cốc hữu niên cụt tay cụt chân cũng có suy nghĩ như vậy bọn họ thật sự cảm thấy nơi này không phải là nơi bọn họ nên đến trốn ở một góc vẫn tốt hơn khi mọi người lần lượt kéo đến cả ba nhìn thấy những người này đều mặc chiến giáp Bọn họ biết đến uống rượu mừng trong nội viện này đều là quân quan của quân kiêu kỵ Ba người viên cương không mặc chiến giáp, rất dễ thu hút sự chú ý của người khác Người mặt đỏ chót và hai lão đầu cục tay cục chân là ai vậy? Người mặt đỏ trước kia không bị đỏ, là ông chủ của quán đậu hũ Còn hai người bị cục tay cục chân chính là người canh cửa, quét rác của quán đậu hũ Chuyện gì vậy nhỉ? Tại sao ngay cả người canh cửa, quét rác trước quán đậu hũ cũng chạy đến đây? Này, người quản nhiều như vậy làm gì? nếu có thể đến đây nhất định là có nguyên nhân sau mấy câu nhiều chuyện mấy vị quan quân dần dần thả lỏng không khí bắt đầu náo nhiệt hẳn lên nâng ly cạn chén hô tới quát lui viên cương nguyên đại hồ và cốc hữu niên chỉ khiêm tốn ngồi một góc ăn uống thượng tướng quân đến một người hô to tất cả mọi người đều đặt ly rượu xuống có người đội mũ giáp vào âm thanh mặc chiến giáp lạch cạch vang lên tất cả mọi người đều đứng dậy hô diên vô hận cùng mấy vị tùy tùng bước vào ánh mắt không giận mà uy đảo qua mọi người. Chúc mừng thượng tướng quân, chúc mừng thượng tướng quân, mọi người chắp tay, lớn tiếng chúc mừng, liên tiếp không ngừng. Hồ Diên vô hận khoát tay, tất cả đều im lặng. Ông phất phất bàn tay, chư tướng cùng nhau ngồi xuống, lưng ai cũng thẳng, không hề nhúc nhích. Kỷ luật nghiêm minh như vậy, khiến trong lòng viên cương hơi run lên. mươi 542, không có tin tức, cha hồ thấp giọng nói bên tai Hồ Diên vô hận vài câu. Hồ Diên vô hận nhìn sang, sau đó bước đến bản viên cương đến trước mặt hai người nguyên đại hồ và cốc hữu niên khiến hai người đều rất khẩn trương hô diên vô hận đưa tay sang bên cạnh lập tức có người đặt lên tay ông một chén rượu ngon hai vị lớn tuổi hơn ta tòng quân cũng sớm hơn ta hai vị có thể nể mặt đến uống một ly rượu mừng ta rất vui ta xin kính hai vị một chén trước hô diên vô hận hai tay nâng chén rượu lên trước chuyện gì vậy chư tướng đều đồng loạt nhìn sang bên này ai nấy đều không hiểu nổi đừng nói những người khác ngay cả viên cương cũng kinh ngạc cũng không biết chuyện gì xảy ra nguyên đại hồ và cốc hữu niên luống cuống đứng dậy vội nói không dám chúng ta uống trước rồi nói hô diên vô hận ngửa đầu uống một hớp sau đó đưa chén rượu đã được uống cạn cho hai người thấy hai người vội vàng bưng chén rượu lắp bắp nói câu chúc mừng đại tướng quân sau đó tranh thủ uống nguyên đại hồ uống nhanh quá nên bị sặc ho liên tục hô diên vô hận lại nhìn mặt viên cương hỏi tại sao mặt ngươi lại đỏ như vậy. Do luyện công ạ, à, viên cương thành thật đáp, bày ở trong miếu chỉ có thể làm tượng nạn. Hồ Diên vô hận diếu cợt một câu, cũng không để ý, xoay người lại, cầm một chén rượu mới, nhìn mọi người chung quanh. Mọi người cùng nhau cầm chén rượu đứng lên, chư vị đều là huynh đệ vào sinh ra tử với ta. Ta cũng không quanh co lòng vòng với chư vị nữa. Hàng ngày, lão tam nhà ta cứ lêu lổng mãi, ít ngày nữa ta sẽ ném nó vào quân kiêu kỵ nguyên nhân thì có người biết có người không, tóm lại, nếu ai khách sáo với nó, chính là hại nó. Còn nữa, hôm nay mọi người đến uống rượu, đừng nói quân quy, cứ thoải mái mà uống. Mời, một tiếng cuối cùng âm vang hữu lực, Hồ Diên vô hận lại uống trước. Mọi người lập tức cùng nhau cạn chén, buông ly rượu xuống, Hồ Diên vô hận bước nhanh qua đám người, long hành hổ bộ, nhìn thẳng đằng trước, giọng nói trầm bổng, người tại triều đình, thân bất do kỳ. Bên ngoài còn có khách khác, không thể đắc tội ta không thể phân thân đành phải lạnh nhạt anh em của mình thịt rượu bao no ta không thể bồi tiếp uống xong đừng mượn rượu làm càn thành thật cút về hết cho ta nói xong ông phất tay một cái rõ mọi người cùng đồng loạt hưởng ứng đưa mắt nhìn ông rời đi sau đó nguyên đại hồ và cốc hữu niên trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người tất cả đều muốn biết hai người là ai lại có thể được thượng tướng quân đích thân mời rượu bây giờ không ai dám khinh thường hai người nữa Tướng lĩnh ngồi cùng bàn không nhịn được liền hỏi, thì ra hai vị cũng xuất thân quân ngũ, không biết thuộc đội quân nào. Nguyên Đại Hồ và Cốc Hữu Niên không muốn nhắc đến, nhưng bây giờ được mọi người hỏi, cũng không tiện nói dối, cuối cùng nói ra ba chữ hắc phong kỵ. Kết quả, viên cương phát hiện ánh mắt chư tướng nhìn hai người đã thay đổi, tất cả đều hiện lên sự tôn kính. Hai người trả lời xong, một đám người chạy đến mời rượu. Trận rượu này khiến hai lão đầu uống say mềm, trở về như thế nào cũng không biết. Vài ngày sau, sau khi biết hắc phong kỵ là gì hai lão đầu bị viên cương lôi ra ngoài hỗ trợ huấn luyện đám người của quán đậu hũ phủ thứ sử bắc châu thiệu bình ba và thiệu tam tỉnh người trước người sau tiến vào thư phòng đợi thiệu bình ba ngồi xuống xong thiệu tam tỉnh dâng lên nước trà sau đó bẩm báo tôi tiểu thư gửi tin tức đến thời gian này là đại hôn giữa trưởng công chúa và con trai thượng tướng quân nước tề hoạt động vui chơi rất nhiều đại vương tây viện có thể gọi ngài ấy đến bất cứ lúc nào cho nên không thể đến đây được Thiệu Bình Ba nghe xong, lập tức im lặng, mặc dù lý do này không thể bắt bẻ, nhưng y nhảy cảm phát hiện được, thái độ của Tô Chiếu đã thay đổi. Trước kia, Tô Chiếu vừa nghe y có việc, tỷ ấy sẽ dùng mọi biện pháp để chạy đến. Lần trước, khi giết mẹ con Nguyễn Thị, Tô Chiếu còn không tiếc sử dụng của công làm việc tư, vận dụng phi cầm của Hiểu Nguyệt Các đến giải vây. Lúc này, y không biết có phải y đang bị ảo giác hay không. Nhưng ngoài miệng lại nói, sau hôn lễ, đối với quốc nội nước tề, Hạo Vân Đồ sẽ không cần lo lắng trong một khoảng thời gian tương đối dài. Hạo Vân Đồ vẫn luôn là trung hưng chi chủ của nước Tề. Đối với chuyện Hạo Vân Đồ và Hô Diên vô hận kết thông ra với nhau, y đã sớm nhận được tin tức. Đại Thiền Sơn cũng không đến nỗi ngay cả tin tức này cũng không cho y biết. Cũng không cần bàn sâu việc này, Thiệu Bình Ba nhìn bản đồ, gần đây tiến độ của đội tàu quá chậm. Thiệu Tam tỉnh đáp, gần đây, đội tàu liên tiếp gặp báo, tổn thất hết mấy chiếc thuyền, bởi vậy tốc độ mới chậm. Trước mắt, chúng ta đã tổn thất 12 chiếc thuyền, hơn ngàn chiến mã. Ba vạn chiến mã, đi đường bộ cũng không tránh khỏi tổn thất, huống chi là đi đường biển, nhưng Thiệu Bình Ba lo lắng không phải cái này. Y đứng dậy, bước đến trước tấm bản đồ, chắp tay nói, ban đầu rất thuận lợi, vì sao khi càng gần đến nơi thì lại càng gặp bất chắc, có phải có vấn đề gì hay không? Thiệu Tam tỉnh biết bất cứ dị thường nào cũng dễ dàng khiến cho vị công tử này nghi ngờ, khí hậu trên biển rất vô thường, khó tránh khỏi việc gặp bất chắc, là chuyện rất bình thường mà nhưng việc liên tiếp gặp bất chắc như vậy, chẳng lẽ đội tàu đã đi vào khu vực phong bạo? Thiệu Bình Ba quay đầu lại hỏi, Thiệu Tam tỉnh im lặng, chuyện trên đất liền còn chưa biết hết, làm sao biết rõ chuyện trên biển được. Ông ta cũng không phải nhà bác học, liền cười khổ, lão nô cũng không rõ lắm. Thiệu Bình Ba nói, người hãy tìm người hay đến vùng biển đó hỏi thăm một chút đi. Vâng, Thiệu Tam tỉnh đáp, quận Thanh Sơn, mấy chục con ngựa chạy vào thành, bên ngoài quận Thủ Phủ, đám người thương triều tông nghe vậy liền đích thân ra nghênh đón. Trưởng môn thiên ngọc môn bành hữu tại tự mình xuất lĩnh cao tầng chạy đến. Phong ân thái đã sớm trở về từ nước tề cũng có mặt, một đám người tiến vào phủ thứ sử. Sau nửa canh giờ, đám người này lại lần lượt chạy ra, bao gồm đám người thương triều tông, cả bọn thẳng đến sơn cốc ngoài thành. Nhận được tin tức, phí trưởng lưu, trịnh cửu tiêu, hạ hoa cũng chạy đến cửa sơn cốc nghênh đón, sau đó cùng với đám người bành hữu tại tiến vào. Trong lúc đám người phí trường lưu mời bành hữu tại đến môn phái nghỉ chân, bành hữu tại khoát tay nói, không cần khách sáo, cứ nói ngay tại chỗ này đi. Ông ta chỉ vào chỗ cất rượu trước mặt, sau đó dẫn đầu đi tới. Ở đây ông ta là lớn nhất, mọi người chỉ có thể nghe theo lời ông ta mà làm. Bên ngoài động cất rượu không cho phép bất cứ kẻ nào tùy tiện tiến vào. Mọi người chỉ có thể đứng ngoài sơn động, người được mùi rượu, bành hữu tại nhìn chằm chằm cửa động, sau đó hỏi, đã qua 2-3 tháng rồi, cũng không nhận được tin tức gì của Ngưu Hữu Đạo. Vương gia cũng không, ba vị trưởng môn, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ba người phí, hạ, trịnh nhìn nhau. Phí trường lưu lắc đầu, chúng ta cũng không biết được. Nếu có tin tức, chúng ta đã sớm báo cáo lại vương gia rồi. Bành hữu tại nói, các ngươi đang nói đùa à? Đệ tử môn hạ ba phái các người có người đi theo nghiêu hữu đạo, chẳng lẽ đệ tử môn phái nhiều như vậy cũng không liên lạc với các người cả mấy tháng trời? Có khả năng này à? Hạ Hoa nói, bành trưởng môn, chúng ta còn nôn nóng việc này hơn so với ngài. Mấy trăm đệ tử tinh nhuệ mà ba phái chúng ta phái đi đã mất liên lạc, chúng ta đều muốn biết chuyện gì xảy ra, nhưng thật sự chúng ta không liên lạc được. Nói đến đây, Thương Thục Thanh ở bên cạnh cũng rất lo lắng. Tất cả mọi người đều nghĩ, không biết đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu không, tại sao một chút tâm hơi cũng không có? Bành Hữu Tại hỏi, ba phái các ngươi và nghiêu hữu đạo đuổi đệ tử Thiên Ngọc Môn chúng ta trở về, ôm lấy chuyện chiến mã, bây giờ lại không có lời giải thích, làm chế nãi đại sự, các ngươi gánh nổi trách nhiệm sao? Chương 543, trước khống chế đám hòa thượng này lại. Trưởng môn ba phái âm thầm nghiến răng, đây rõ ràng là quyết định của Ngưu Hữu Đạo, hắn nhất định phải đem ba phái cột chung, đúng là đáng chết. Trịnh Cửu Tiêu chắp tay với Phong Ân Thái, hỏi: "Phong huynh, huynh và Ngưu Hữu Đạo kết bái huynh đệ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với hắn, huynh hẳn rõ hơn so với chúng ta chứ?" Bành Hữu Tại nghe xong, liền liếc mắt nhìn sư đệ của mình. Mặt phong ân thái vẫn không thay đổi, đáp chúng ta bị bọn họ đuổi về trước, nào biết chuyện gì xảy ra chứ. Ta nên hỏi các ngươi mới đúng. Bành hữu tại hỏi tiếp, ba vị trưởng môn, bên phía kinh thành nước tề có lời đồn, nói như hữu đạo và lệnh hồ thu bị triều đình nước tề bắt, có phải thật như vậy không? Phí trường lưu lập tức chắp tay nói với thương triều tông, vương gia, đây tuyệt đối là lời đồn. Sau khi lời đồn xuất hiện, như hữu đạo còn truyền tin tức về một lần, bảo chúng ta kiên nhẫn chờ đợi việc này ngài cũng biết mà nếu bị bắt sao hắn có thể gửi tin tức cho chúng ta được chứ bọn họ biết cho dù nghiêu hữu đạo có xảy ra chuyện bọn họ cũng sẽ không thừa nhận một khi thừa nhận thiên ngọc môn sợ rằng không phải đến chơi sắc mặt thương triều tông ngưng trọng lần này thiên ngọc môn lai giả bất thiện rõ ràng là muốn thừa cơ gây sự bành hữu tại nói nghe nói người của hồng nương tề kinh đã đến đây mau gọi họ ra hỏi một chút đi đi đường bộ nhanh hơn so với đi đường biển phù phương viên phân tán người làm việc ngoại trừ người có nhiệm vụ khác những người khác cũng đã bí mật chạy đến bên này nghe bành luộc tại gọi trương lão tam của phù phương viên lập tức chạy đến một người đàn ông tương đối chất phác chắp tay chào hỏi tất cả mọi người sau khi nghe rõ câu hỏi trương lão tam bình tĩnh đáp chư vị ngày nào cũng hỏi ta cùng một câu hỏi vẫn là câu nói kia ta cũng không liên lạc được với đám người đông gia cáo từ ông ta nói xong liền xoay người rời đi. Trưởng lão Thiên Ngọc Môn Trần Đình Tú lập tức quát lớn, đây là thái độ gì của ngươi vậy? Trường lão Tam hoàn toàn không để ý, tiếp tục bước đi. Ngươi, Trần Đình Tú muốn phát tác nhưng bành hữu tải đã đưa tay cản lại. Viên phương đâu, hắn ta chính là tâm phúc của Ngưu Hữu Đạo, hắn ta nhất định phải biết chứ. Mau gọi hắn ta đến đây, bành hữu tại lại ra lệnh một tiếng. Một lát sau, viên phương đã bị người ta gọi đến. Nghe xong việc này, hắn ta than thở các người không phải biết rồi còn cố hỏi sao. Các người không phải không biết, mấy ngày qua, ta ngày nào cũng nôn nóng, nhưng ta cũng chẳng liên lạc được với đám người đạo gia. Nói thật, hắn ta rất sốt ruột về chuyện này. Bành hữu tại lạnh lùng nhìn hắn ta, việc này không phải trò đùa, người không thể nói lung tung được. Nếu nói lung tung, người sẽ phải chịu trách nhiệm. Viên phương trừng mắt, bành trưởng môn, ta chẳng uống nhầm thuốc, việc này đáng cho ta phải nói lung tung sao. Bành hữu tại gật đầu, được, ngươi dám chịu trách nhiệm cho lời nói của mình không? Viên phương vỗ ngực, ta đương nhiên chịu trách nhiệm, ta không cần thiết phải nói lung tung. Bành hữu tại phất tay ra hiệu, người đâu, trước khống chế đám hòa thượng này lại. Hai bên lập tức có người lóe ra, khống chế viên phương chưa kịp trở tay. Bị áp chế, viên phương tức giận quát, bành hữu tại, người có ý gì? Bành hữu tại đáp, đợi chứng minh được ngươi không có nói dối, ta tất nhiên sẽ thả ngươi. Mỗi ngày, đệ tử Thiên Ngọc Môn đều phân tán đi bắt đệ tử Nam Sơn mình, viên phương lập tức thét to với thương triều tông, vương gia, vương gia, chuyện gì đang xảy ra thế? Thương Thục Thanh đang định tiến lên nói đỡ một câu, Lam Nhược Đình bên cạnh lập tức đưa tay ngăn lại, khẽ lắc đầu với nàng ta, ra hiệu nàng ta đừng vọng động. Thương Triều Tông vẫn bình tĩnh, trầm giọng nói, bành trưởng môn, hình như chuyện ngài làm không được ổn cho lắm. Bành hữu tại quay đầu lại nói, vương ra, chuyện chiến mã kéo dài đã lâu, còn định kéo dài thêm bao lâu nữa. Như hữu đạo tốn nhiều thời gian như thế, đột nhiên bạt vô âm tín còn đuổi đệ tử thiên ngọc môn trở về nếu hắn cứ như vậy mà chạy trốn chẳng lẽ đệ tử thiên ngọc môn phải chạy đến nước tề bắt đầu lại từ đầu sao châu mục nam châu chu thủ hiền đã bắt đầu dục dịch một khi xảy ra chuyện dù sao cũng phải có người gánh trách nhiệm chứ nếu ngưu hữu đạo chạy mất chẳng lẽ chúng ta để cho người bên dưới của hắn chạy luôn sao gương mặt thương triều tông căng cứng y rất muốn hỏi nếu toàn bộ trách nhiệm của chuyện chiến mã đổ hết lên đầu ngưu hữu đạo vậy thiên ngọc môn nhận lợi ích to nhất để làm gì? Nhưng có mấy lời không cách nào nói ra miệng, chỉ là chứng trọi đá mà thôi. Một đám hòa thượng Nam Sơn tự không phải là đối thủ của tu sĩ Thiên Ngọc Môn. Rất nhanh, toàn bộ đã bị bắt, ngay cả viên phương đang chửi bậy cũng bị bắt câm miệng. Sắc mặt ba người phí, trịnh, hạ đều nghiêm lại, nhưng không dám đối cứng với Thiên Ngọc Môn. Bây giờ, cho dù là ai cũng đã nhìn ra, mọi chuyện chỉ là giả. Thiên Ngọc Môn chạy đến đây chính là vì đám hòa thượng này bởi vì trong tay viên phương đang nắm giữ bí phương cất rượu phí trường lưu lên tiếng bành trưởng môn bây giờ tình huống của nghiêu hữu đạo như thế nào còn không biết ngày bắt người của hắn có chút không thích hợp chi bằng cứ giao đám hòa thượng này cho ba phái chúng ta canh giữ chúng ta cam đoan sẽ không để bọn họ chạy mất nếu như để bọn họ chạy mất ba phái chúng ta sẽ chịu trách nhiệm đúng vậy trịnh cửu tiên và hạ hoa đều cùng lên tiếng bành hữu tại nói không cần các người có quan hệ mật thiết nếu các người chạy hết, ta biết tìm ai. Phí trường lưu nói, ngài làm như vậy, nghiêu hiểu đạo trở về, chúng ta biết ăn nói như thế nào với hắn. Bành trường môn đừng quên, trong tay nghiêu hiểu đạo cũng nắm giữ bí phương cất rượu. Chọc giận hắn, hắn công bố bí phương ra ngoài thì sao? Tài lộ sẽ bị cắt hết, thật không đáng giá. Bành hưu tại nói, các người suy nghĩ nhiều rồi. Thiên ngọc môn ta cũng không phải là người không biết nói đạo lý. Mười ngày, ta cho các người mười ngày liên lạc với hắn. Trong 10 ngày này, các người có thể đến bất cứ ngóc ngách nào trong thiên hạ để đưa tin. Chỉ cần các ngươi liên lạc được với hắn, bảo hắn giải thích, ta lập tức thả người ngay. Nếu cứ liên lạc không được, chẳng lẽ tất cả mọi người đều phải ngồi chờ hắn sao? Còn có bao nhiêu việc cần làm nữa? Trong 10 ngày vẫn không cho ta được câu trả lời chắc chắn, Thiên Ngọc môn ta sẽ phái đệ tử đến Tề Kinh xử lý chuyện chiến mã. Chư vị tự trọng, không phụng bồi, vương gia, chúng ta cùng nhau về. Nói xong, ông ta đưa tay làm động tác mời với thương triều tông. Những người này đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, ngay cả đám người viên phương cũng bị áp giải đi. Sắc mặt trưởng môn ba phái vô cùng khó coi, còn thương thục thanh thì cắn môi không nói. Hạ hoa tức giận nói, bọn họ đến đây là vì bí phương, muốn nắm chọn bí phương trong tay. Sau đó, cho dù nghiêu hữu đạo có trở về, thành công giải quyết chuyện chiến mã, về phương diện phân chia lợi nhuận, sợ là cũng không còn cách nào tiến hành theo tỷ lệ chia như lúc ban đầu mọi người đều hiểu ý của bà ta. Đến lúc đó, cho dù Ngưu Hữu Đạo có cầm bí phương công khai đến uy hiếp, đối phương cũng có thể tìm được lý do dùng vũ lực uy hiếp người bên này, bức hắn phải một lần nữa bàn lại việc phân chia. Người đồng ý nhận chút chỗ tốt để dàn xếp ổn thỏa, hay là cá chết lưới rách, cái gì cũng không có. Nếu Ngưu Hữu Đạo thật sự xảy ra chuyện không về được, Thiên Ngọc Môn đã nắm được bí phương trong tay cũng chẳng tổn thất gì, có thể hất cảng mọi người bên này, chiếm được tiện nghi như thường. Phí trường lưu cắn răng nói, bây giờ người ta đã thừa cơ nắm được sơ hở, chiếm lý đầy đủ, chúng ta có thể làm được gì chứ? Mấy người đều hiểu, thiên ngọc môn đột nhiên làm vậy chắc chắn là vì phát hiện nhiều hữu đạo và bên này đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc, tìm được cơ hội danh chính môn thuận ra tay. chương 544, một ngày nữa, 10 ngày, đây là chắc chắn trong vòng 10 ngày, nhiều hữu đạo không thể đưa chiến mã về được, cho dù nhiều hữu đạo có thể trở về, cũng sẽ về tay không, cho nên trước tiên cứ khống chế đám viên phương trong tay rồi tính sau. người ta lý lớn lý nhỏ đều chiếm, người có thể nói người ta nói sai sao? chuyện chiến mã thực sự không thể kéo dài thêm được nữa. người ta cũng đã nói rồi, nếu bên các người không làm được, bọn hắn sẽ phá đệ tử chạy đến tề quốc chuyến nữa. người ta cũng cho ngươi đủ thời gian liên hệ, người ta chỉ cần nhiêu hữu đạo cho một lời giải thích thôi, có lời giải thích rồi sẽ lập tức thả người, như vậy quá đáng lắm sao? người ta suy nghĩ vì đại cục. Chẳng ai có thể nói được gì cả. Nắm đấm của người ta cứng thì vốn nói gì cũng có lý cả. Trịnh Cửu Kiêu trầm giọng nói, vì kế hoạch hôm nay, cứ liên hệ, liên hệ rồi liên hệ, hy vọng có thể nhanh chóng liên hệ với Ngưu Hữu Đạo, không được cũng phải thử xem thế nào. Phí Trường Lưu và Hạ Hoa đều lặng lẽ gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Thương Thục Thanh thử hỏi một câu, đạo gia sẽ xảy ra chuyện gì sao? Hạ Hoa cười khổ, quận chúa, việc này thật sự khó nói. Theo lý hắn bảo người của phù phương viên tới đây, chắc chắn là có dự mưu. Nhưng, nhiều người như vậy mà mấy tháng trời không hề có chút tâm hơi, chẳng ai biết được tình hình như thế nào. Thương Thục Thanh mặt mày sầu lo, hạ hoa đỡ vai nàng, thở dài, quận chúa, gần đây người đã gầy đi rất nhiều. Không nên lo lắng quá, không thể không thừa nhận tên nhãi nghiêu hữu đạo kia cũng có chút bản lĩnh, sẽ không có chuyện gì đâu. An ủi thì an ủi, nhưng hiện thực sau đó ba phái phải đối mặt vẫn rất lạnh lẽo, kim xí thả ra bay vòng vòng giữa không chung một lát rồi quay trở lại. Thử đi thả lại, cứ lặp đi lặp lại như vậy nhưng vẫn không hề liên lạc được. Trong phủ quận thủ, thương triều tông đang đi qua đi lại trong phòng, nói thiên ngọc môn quá mức ngang ngược càn rỡ. Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăng là một thính giả yên lặng, sau khi nghe xong, nhàn nhạt đáp, vương ra chớ nóng, ai đều có lợi ích của người nấy, người ta cũng chẳng làm gì sai cả. Làm như đình vê dâu nói, nói cho cùng, bên chúng ta vẫn còn thiếu một môn phái có thể khống chế được thiên ngọc môn có điều nói đi phải nói lại giờ bên chúng ta cũng không thể nuôi nổi quá nhiều môn phái nói chuyện cân bằng với bọn hắn vẫn còn sớm quá giờ đang là lúc cần được thiên ngọc môn ủng hộ vương gia vẫn nên nhẫn nại đợi khi có lợi ích đầy đủ tự nhiên có thể phát triển được sức mạnh có thể cân bằng được thương triều tông đặt mông ngồi lại trên ghế dựa vào lưng ghế y ngửa mặt lên trời thở dài đạo lý ta hiểu nhưng nếu như hữu đạo trở về ta chỉ chừng mắt nhìn người của hắn bị bắt đi mà mặc kệ, ta phải ăn nói với hắn như thế nào. Người ta dốc hết tâm huyết vì bản vương, ở ngoài liều mạng, còn ta ngay cả người của hắn cũng không giữ nổi, ta biết phải làm sao. Mông Sơn Minh lắc đầu, vương ra lo lắng nhiều rồi, nhiều hiếu đạo là một người lý trí, đương nhiên hắn hiểu, bản thân hắn gây ra lỗ hổng lớn như vậy khiến người ta chiếm được lý, vương ra bên này không cách nào ngăn cản, cũng không thể ngăn cản được. Vấn đề bây giờ là, bên nhiều hiếu đạo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu thật sự đã xảy ra chuyện thì giờ vương gia người có trở mặt với thiên ngọc môn thì có ý nghĩa gì nếu nghiêu hữu đạo thật sự không thể trở về được vương gia người cũng chỉ có thể đứng bên phía thiên ngọc môn chẳng lẽ còn có thể đứng chung với ba phái kia đối nghịch với thiên ngọc môn sao đầu tiên bản thân ba phái cũng không có dũng khí đó nếu không cũng sẽ không trơ mắt nhìn người ta bắt người đi ngay dưới mí mắt mình thương triều tông nếu nghiêu hữu đạo trở về thì sao mông sơn minh lâu như vậy chẳng lẽ vương gia còn chưa nhìn ra sao Xa không nói, chuyện xảy ra ở tề quốc kia, như hữu đạo là loại lương thiện sao? Là kẻ ai cũng có thể dễ dàng đối phó sao? Ngay cả tề hoàng hạo viên đồ cũng chẳng thể làm gì được hắn, hắn sẽ sợ thiên ngọc môn sao? Thần quan sát đã lâu, thiên ngọc môn nhìn có vẻ cường đại nhưng thực sự lại không dám đối đầu với như hữu đạo, cho tới nay chưa hề làm được gì như hữu đạo, nếu không cần gì phải lén lút như vậy. Môn phái lớn như vậy vì sao không dám trực diện áp chế như hữu đạo? Chỉ với điểm này đã đủ nói rõ vấn đề, có lẽ bản thân Thiên Ngọc Môn cũng không ý thức được, vẫn còn tự cho mình là đúng. Vương gia yên tâm, như hiếu đạo không về thì thôi, nếu thật sự trở về, chuyện vật tay với Thiên Ngọc Môn không cần Vương gia ra mặt, ai thắng ai thua còn chưa chắc đâu. Làm như đình gật đầu, mông soái nói có lý, thương triều tông trầm mặc, dần dần bình tĩnh lại, trên đình đài lầu bác bên ngoài, bạch siêu ôm kiếm đứng đó, nhìn về phía xa, trong lòng khá phức tạp. Chuyện lúc trước, lão cũng ở bên nhìn cả quá trình ở mức độ nào đó mà nói bản thân lão cũng không thể không thừa nhận thủ đoạn này của sư môn hơi hèn hạ không quang minh nhưng lão cũng hiểu có một vài việc không có đúng sai chẳng lẽ ba phái nghĩ mọi cách cắt thịt trên người thiên ngọc môn là đúng tầng quyết sách của thiên ngọc môn để bảo vệ lợi ích thiên ngọc môn là sai sao thực sự cầu thị mà nói đệ tử thiên ngọc môn cần người như vậy để giữ gìn lợi ích của mọi người có một vài việc lão cũng chỉ có thể thở dài một hơi tâm trạng hơi bực bội hải âu kêu chít chít biển rộng mặc cá bơi nghiêu hữu đạo quần áo bay phật phật đứng ở đầu thuyền chắp tay đón gió nhìn những con cá đuổi theo hai bên thuyền thỉnh thoảng nhảy lên mặt nước cảnh này đã từng có trong ấn tượng của hắn quản phương nghi nhìn chằm chằm nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo chạy đến đâu theo tới đó giờ liên lạc với bên ngoài của bà ta bị khống chế lại bị kéo xuống nước đắc tội với hiểu nguyệt các lỡ như nghiêu hữu đạo có ý định bảo chạy bà ta biết tìm ai cho nên bà ta theo dõi rất sát có điều bà ta cũng khá thành thơi bày một cái ghế ra, hai chân bắt chéo, bưng một tác trà, vui vẻ ngồi trong gió biển, váy bay theo gió. Ở Tề Kinh bao nhiêu năm rồi, nhìn thấy cảnh này, tâm trạng cũng không tệ lắm. Công tôn bố ra khỏi khoang tàu, nhanh chân đi đến, khẽ gật đầu với quản phương nghi, quản phương nghi liếc mắt hắn ta, khiến hắn ta cười khổ. Đạo ra, thuyền trưởng nói cùng lắm một ngày nữa là đến quận Thanh Sơn. Công tôn bố bẩm báo, nhanh như vậy đã đến rồi. Đôi mắt sáng của quản phương nghi chớp chớp, vô cùng mong chờ bà ta nhớ mang mang lệnh hồ thu từng nói ở nơi đó tốt nhường nào. Bà ta cũng từng hỏi công tôn bố, công tôn bố cũng nói, cái khác không tiện nói, riêng ăn, sơn trang của đạo gia mà là thiên hạ đệ nhị thì chẳng ai dám nhận đệ nhất. Một ngày, như hiếu đạo khẽ gật đầu, suy ngẫm về tranh lệch thời gian, đợi kim Xí bên này quay về, cho dù có lộ chút tin tức, tin của các bên đối địch có liên quan truyền về thì cũng không thể phản ứng kịp. Truyền tin với đội tàu phía trước, lần lượt giảm tốc độ, đợi tập kết với thuyền phía sau truyền tin cho vương gia, Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn, còn cả người trong nhà, nói chiến mã đến rồi, bảo bọn họ đến nghênh đón, Triệu Tập Trọng binh dọn dẹp hiện trường, Triệu Tập tu sĩ các phái cảnh giới. Hai mệnh lệnh liên tiếp được đưa ra để đề phòng tin tức truyền về có sai sót, còn phải đồng thời gửi tin cho vài nơi. "Rõ." Công Tôn Bố đáp rồi tiếp tục hỏi, "Tuyến tàu giả phía bắc có cần tiếp tục truyền tin không?" "Truyền, vì sao không truyền, chờ chúng ta đến nơi hắng dừng lại." Khóe miệng nghiêu Hiếu Đạo nở nụ cười quỷ quyệt, suy nghĩ trong phút chút lại nhớ đến Thiệu Bình Ba, khá đồng cảm với áp lực mà Thiệu Bình Ba sắp phải chịu. Rõ, công tôn bố gật đầu cười, thấy hắn không dặn dò thêm gì liền quay người đi chấp hành. Quản phương nghi thành thơi uống trà, uể oải buông một câu, cuối cùng cũng sắp đến rồi, lắc lư cả ngày, rồi bay lên bay xuống, xương cốt của ta sắp gãy hết cả rồi. chương 545, chiến mã đến rồi, bà không biết rõ bên Bắc Châu và quận Thanh Sơn này sắp xảy ra áp lực gì, không biết Bắc Châu mất đi đám chiến mã này sẽ có ý nghĩa gì với Thiệu Bình Ba. Ban đêm, năm con kim xí lần lượt bay đi từ một hướng, bốn con lần lượt bay đến Ngũ Lương Sơn, Phù Vân Tông, Lưu Tiên Tông, Linh Tú Sơn còn một con nhanh chóng lướt về quận thành Thanh Sơn. Trưởng môn, trưởng môn, như Hữu Đạo đưa tin, ngoài một gian tĩnh thất, một đệ tử Lưu Tiên Tông kích động hô lớn. Két, cửa mở, phí trường Lưu mở cửa lao ra, một con nguyệt điệp cũng bay theo cùng. như Hữu Đạo gửi tin về đệ tử hai tay dâng mật tín lên biết trưởng môn đang chờ tin tức này từ rất lâu ngày nào cũng đến hỏi những đệ tử hơi sáng suốt một chút đều biết một khi nghiêu hữu đạo không về cả tông môn có thể sẽ bị thiên ngọc môn đá ra khỏi quận thanh sơn đệ tử trên dưới ai nấy đều bất an lo sợ người không trải qua sự việc không hiểu không trải qua sự việc thể phân được cao thấp người trước kia coi thường nghiêu hữu đạo trải qua lần này cũng thật sự hiểu rõ ai là người có thể trấn trụ được nơi này uy tín được hình thành trong vô thức như vậy phí trường lưu xé thư ra, sau khi đọc xong, phân chấn nói, lấy được chiến mã rồi. Tốt, 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 lão đệ này quá giỏi, quả nhiên không để chúng ta thất vọng. Lão ngẩng đầu, chỉ đệ tử kia nói, đi, thông báo cho hai nhà kia, còn nữa, lập tức phái người đến phủ quận thủ của vương ra thông báo, tập kết nhân mã đến hải cảng hộ tống. Lão tưởng những người khác vẫn chưa biết, rõ, đệ tử chắp tay lĩnh mệnh, chạy trước rời đi, phí trường lưu vừa lớn tiếng quát, người đâu lập tức tập kết đệ tử trên dưới Lưu Tiên Tông cho ta. Gần như đồng thời, hai đỉnh núi khác cũng ồn ào náo nhiệt, rất nhiều nguyệt điệp bay lượn. Đệ tử ba phái ngoại trừ người ở lại giữ tông môn đều lần lượt hội hợp ở sân Cốc, hơn ngàn tu sĩ tụ tập, nguyệt điệp bay lượn đẹp mắt. Ba người phí, trịnh, hạ vui vẻ gặp nhau rồi lần lượt quay đầu lại, nhìn thấy thương thục thanh đi cùng với hai đệ tử ngũ lương Sơn đang chậm rãi bước đến. Hạ hoa cười nói, quận chúa, như hữu đạo mang theo chiến mã trở về, ngày mai tới nơi. Thương Thục Thanh gật đầu cười nói, ta đã biết, Pháp Sư Ngũ Lương Sơn đã nói với ta, ta cùng các người cùng đi ninh đón đạo gia. Hạ Hoa Trần chờ nói, đoạn đường bôn ba này cũng không gần, quận chúa cứ chờ ở đây đi, hẳn ngày mai đạo gia có thể đến đây rồi. Thương Thục Thanh, không sao, ta cũng đâu phải dạng nữ tử yếu đuối, cưới ngựa chút khoảng cách ấy có là gì. Ba vị trưởng môn nhìn nhau, cũng không nói thêm gì. Phí trường lưu nói, chúng ta đi gặp vương gia trước xem sắp xếp như thế nào. Phủ quận thủ, Thương Triều Tông cầm mật tín ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, chiến mã. Chiến mã của bổn vương tới rồi, anh Dương, vũ liệt vệ của bổn vương đã ở trong tầm tay. Đạo gia quả nhiên không phụ kỳ vọng của bổn vương, mông sơn minh và lam như đình cũng mặt đầy ý cười, cũng khá thổn thức cảm khái, chuyện thiên ngọc môn và ba phái bỏ nhiều tinh lực như vậy mà không hoàn thành được lại thật sự để như hữu đạo hoàn thành đủ để thấy việc này không hề dễ dàng, chắc chắn phải trải qua không ít gian khổ. Ngoài cửa, Phượng Nhược Nam đứng ở cửa nghe lén, Dĩ nhiên nàng biết chiến mã có ý nghĩa thế nào với hai quật, cũng biết nghiêu hữu đạo đi làm chuyện chiến mã đã thật sự thành công, điều này khiến nàng ta cũng cảm khái không thôi. Nàng ta không khỏi hồi tưởng lại tình hình lúc mới gặp nghiêu hữu đạo, chỉ chớp mắt, đúng là giật mình như nằm mộng. Trong đường, mông sơn minh hỏi, vương gia, nghiêu hữu đạo có nói bao nhiêu chiến mã không? ai thương triều tông sướng sờ, nhìn xuống mật tín, chuyện này thì không nói. Làm như đình cười nói, đạo gia người này làm việc ổn định, đã nói chiến mã lấy được vương gia cần một vạn thất hẳn là sẽ không ít hơn đâu thương triều tông liên tục gật đầu không sai mông sơn minh khẽ vuốt cắm cũng đúng vương gia tập kết nhân mã chuẩn bị đi được truyền lệnh xuống đại quân tập kết trong một trạch viện khác đối diện mặt sau phủ quận thủ đám cao tầng thiên ngọc môn đồng loạt nhìn bành hụt tại nhìn bạch siêu từ bên phủ quận thủ đem thư tín bên thương triều tông dâng lên bạch siêu nói như hữu đạo đã về còn mang cả chiến mã trở về cũng vì vậy ánh mắt mọi người đều đang nhìn chằm chằm bành hược tại trên mặt bsd không hề có biểu cảm gì sau khi đọc xong mật tín thì hơi trầm mặt thuận tay đưa mật tín cho vị kế tiếp buông tiếng thở dài mọi người xem thử đi nội dung trong mật tín không nhiều vừa đọc lướt qua đã hết cả đám đều lần lượt đọc qua dần trầm mặc hoặc có người thì kinh ngạc trong đó phong ân thái là đau đầu nhất huynh đệ kết bái của ông ta lão tam nhà ông ta đã làm ra chuyện tốt rồi ánh mắt bành hược tại quét qua mọi người đoán tất cả mọi người đều không ngờ, ban ngày vừa mới bắt người của Ngưu Hữu Đạo, tối đã nhận được tin của Ngưu Hữu Đạo, người sắp về, không khỏi trùng hợp quá. Trần Đình Tú đột nhiên hỏi, Phong Sư Đệ, người tốt xấu gì cũng là đại ca kết bái của hắn trên danh nghĩ, người ở bên cạnh hắn lâu như vậy, hắn làm chuyện chiến mã mà người không hề nghe được chút phong thanh nào sao. Phong ân thái buồn bực nói, không phải đệ không hề nghe được phong thanh, mà là hắn căn bản không lộ phong thanh với đệ. Trần Đình Tú, làm mấy chuyện này, Thiên Ngọc Môn ta đồng ý bỏ sức hỗ trợ hắn không cần, lại đẩy mấy người ác ngươi về, nhiều hữu đạo này có ý gì? Lẽ nào không tin tưởng Thiên Ngọc Môn ta? Chẳng lẽ Thiên Ngọc Môn ta còn có thể làm hỏng việc của mình sao? Phong ân thái cười khổ nói, có lẽ là chúng ta bên này nhiều lần lật lọc, làm hắn không dám tin tưởng nữa. Trần Đình Tú nhíu mày, Phong Sư Đệ, lời này của ngươi, sao ta có cảm giác ngươi đang có ý kiến trưởng môn vậy? Phong ân thái, Trần Sư Huynh, Huynh đừng chụp mũ lung tung, đệ chỉ đang đứng trên góc độ của hắn suy bụng ta ra bụng người thôi. Được rồi, đừng ồn ào nữa, bành hữu tại lên tiếng cắt ngang, đứng lên, than thở nói, vô thanh vô tức làm xong mọi việc, không thể không phục, đáng tiếc không phải đệ tử thiên ngọc môn ta. Cũng đáng tiếc cho những đệ tử trước kia đã hao tổn ở Tề Quốc vì việc này. Biết trước thế này, ngay từ đầu đã để cho thằng nhãi này đến Tề Quốc xử lý việc này rồi. Cả đám im miệng không nói, việc này ai có thể ngờ chứ. Trước khi Nhiêu Hữu Đạo đi ai dám đảm bảo hắn chắc chắn có thể hoàn thành, đây không phải vì thực sự không còn cách nào khác, cộng thêm chuyện chia lợi nhuận rượu cho nên mới để cho thằng nhãi kia đi sao. Về việc này, trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ. Lấy được chiến mã là chuyện tốt, không thể để về đây còn xảy ra chuyện, chúng ta lại vừa vặn đang ở quận Thanh Sơn, xảy ra chuyện ngay dưới mí mắt cũng ta cũng rất khó coi khó ngó, ngẫm lại kiếm được chiến mã cũng là việc rất khó. Tập trung người ở đây lại sắp xếp một chút, chúng ta cũng đi ninh đón, nên đón đại công thần của chúng ta bành hữu tại phất tay ra hiệu phong ân thái chắp tay nói trưởng môn người của hắn còn đang bị nhốt trong tay chúng ta phải làm sao đây nói đến chuyện này bành hữu tại chỉ có thể lắc đầu cười khổ bên này vẫn còn chưa ép được đám viên phương giao bí phương ra thiên ngọc môn tốt xấu gì cũng tự xưng là danh môn chính phái vì lợi ích sử dụng thủ đoạn là chuyện không thể tránh khỏi nhưng làm ra chuyện này trước mặt mọi người không hề để ý đến lý lẽ cũng là một chuyện rất khó giải thích còn nói cho thời gian 10 ngày, đến giờ còn chưa ép được đám hòa thượng giao ra bí phương. Giờ có ép cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao chiến mã vẫn chưa tới, đợi xác định xong rồi thả. Bành hữu tại đưa ra ý kiến cuối cùng. Phong ân thái, trưởng môn, việc này có thể đừng trở mặt với bên nghiêu hữu đạo không? Bành hữu tại, người suy nghĩ nhiều rồi, tiểu tử kia là người thông minh, còn cần thiên ngọc môn che gió che mưa cho hắn, nếu không lợi ích lớn như vậy sẽ không tới lượt chúng ta không đến mức vì chút chuyện không tổn hại gì ấy mà trở mặt đâu. Với nội tình của hắn bây giờ, người bảo hắn cứ trở mặt thử xem. Chương 546, nhân tài khó được, rất nhanh, người của các phái đã tập kết, tính cả lượng nhân mã lớn của Thương Triều Tông đã đi ra bờ biển ngay trong đêm. Động tính quy mô lớn như vậy, muốn giấu giếm cũng không được, cũng kinh động đến các thám tử các phương đang ẩn nấp ở quận Thanh Sơn lần lượt gửi tin đi trong đêm. Con thuyền lắc lư trong sóng, mấy con kim xí sí từ quận thanh sơn tới lần lượt xé rách bầu trời đêm lao xuống bên quận thanh sơn rốt cuộc đã có liên lạc được với bên này dựa bên cạnh đèn tay Nhiêu hữu đạo cầm một bức mật tín xem qua ném sang một bên hừ lạnh thiên ngọc môn này đúng là tặc tâm chưa chết quản phương nghi nhìn qua xong tức giận tình hình như thế nào về quận thanh sơn có được không ngươi đừng có lừa ta bên này người còn chưa tới quận thanh sơn bên kia đã loạn lên có thể không lo lắng được sao nghiêu hữu đạo hất cằm ra ngoài cửa sổ chế nhạo nói thật sự không muốn đi ta không miễn cưỡng giờ xuống thuyền vẫn còn kịp dầm quản phương nhi vỗ bàn một cái trừng mắt nói ngươi có ý gì đi cái gì chứ hiểu nguyệt các đã bị lão nương đắc tội rồi giờ ngươi còn muốn đuổi lão nương đi lợi dụng xong muốn qua cầu rút ván đúng không nghiêu hữu đạo vậy ngươi dông dài cái gì chỉ hỏi ngươi một câu có đi theo ta hay không dầm quản phương nhi vỗ bàn đợi lão nương xem tâm trạng hãng nói quay người uốn éo mông rời đi ngư hữu đạo lắc đầu nói thầm nghe đồn trước kia có rất nhiều đàn ông xương tụng bà ta là nữ thần chẳng biết là có bao nhiêu đàn ông bị mù mắt nữa công tôn bố bên cạnh không nén được cười bờ biển bến tàu trọng binh chấn giữ tinh kỳ phấp phới trong gió biển bên bờ biển trống trải tất cả thuyền lớn thuyền nhỏ đều bị đuổi sạch chuẩn bị chỗ cho thuyền chở ngựa sắp đến thương thục thanh lôi tông khang ngô tam lượng đứng trên bờ thỉnh thoảng nhìn mặt biển phía xa nhiều hữu đạo cũng không nói rõ là từ phía nào trở về. Lôi Tông Khang và Ngô Tam Lượng đi qua đi lại, Thương Thục Thanh chỉ lẳng lặng đứng nhìn mặt biển, đôi mắt sáng móng chờ, tà áo bay trong gió, sóng đang vỗ dưới chân. Còn những người khác hoặc là ở dịch trạm bến tàu nghỉ ngơi, hoặc ở trong khách điếm, hoặc ở trong kho hàng chờ. Nhiều hữu đạo không nói thời gian cụ thể trở về, chỉ nói hôm nay sẽ tới, cả đám người nửa đêm đã đến đây, kết quả chờ tới hừng đông vẫn chưa thấy bóng người, lại đợi nửa buổi sáng vẫn chưa thấy ai, có trời mới biết canh giờ nào mới tới, cuối cùng ai nấy đều lục đục tìm nơi đợi, tránh cả đám đều bị phơi khô trên bến tàu. Lôi Tông Khang nhìn mặt trời, đi đến cạnh Thương Thục Thanh nói, quận chúa, mặt trời lên cao rồi, chỉ bằng người quay về phòng nghỉ ngơi trước, thuyền tới ta lập tức thông báo cho người. Cả đêm không nghỉ, đường dài bôn ba, trên mặt Thương Thục Thanh có nét mệt mỏi nhưng tinh thần có vẻ không tệ, lắc đầu ta không sao, không mệt. Đôi mắt lại tiếp tục dò xét trên biển, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Trên mặt biển có một người bay tới, chính là một đệ tử Lưu Tiên Tông đang thăm dò mặt biển, người tới bay lên bờ, lớn tiếng nói, "Thuyền tới." Thương Thục Thanh vội hỏi, "Từ hướng nào?" Người tới chỉ về phía Tây Nam, Thương Thục Thanh lập tức nhìn về phía Tây Nam ở xa xa, không hề nhìn thấy gì cả. Thùng 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 thùng, tiếng trống vang dội kịch liệt trên bến tàu phát ra tín hiệu. Rất nhanh, trong dịch trạm, trong khách điếm, trong kho hàng người lần lượt chạy ra, Thương Triều Tông trên người mặc áo choàng chạy ra bờ biển, hỏi "Thuyền đâu?" vẫn còn cách một khoảng, giờ vẫn chưa thấy được, có người đáp rồi chỉ về một hướng, tầng cao ba phái không hề chậm chạp, tầng cao Thiên Ngọc môn cũng tới, Lam Như Đình và Mông Sơn Minh cũng tới, đều ở trên bến tàu nhìn ra xa. Thương Triều Tông quay đầu quát, đốt khói, u u vài tiếng, mấy chọc lửa lớn được nhóm lên, khói cuộn lên dày đặc theo gió bay đi, dẫn đường cho thuyền sắp tới. Không lâu sau, trên mặt biển xuất hiện bóng dáng cánh buồm, rõ ràng có rất nhiều thuyền đến. Thuyền trên biển càng lúc càng đến gần những chiếc thuyền lớn đã có thể thấy rõ, có điều quy mô đó, những chiếc thuyền lớn đen xỉ đang đẻ ép sang phía này. Cảnh tượng hùng vĩ như vậy rất ít người được chứng kiến. Bành hữu tại hỏi một tiếng, vương gia, người bàn giao cho nghiêu hữu đạo kiếm bao nhiêu chiến mã. Thương Triều Tông, một vạn thớt, mông sơn minh ngồi trên xe lăn nói, nhìn quy mô này e là có bốn năm trăm con thuyền lớn, một vạn chiến mã hình như không cần nhiều thuyền lớn như vậy. Lam Như Đình nói, đạo gia làm việc ổn thỏa, có lẽ là để đề phòng vạn nhất nên mới có tàu đi theo tiếp tế, S. Đám người khẽ gật đầu, ngẫm lại cũng đúng, theo lý một vạn chiến mã đã khó kiếm rồi, rất khó có khả năng tự gây phiền phức cho mình. Nói chính xác, không phải là chuyện phiền phức, tốn thời gian sức lực không nói, càng kiếm nhiều chiến mã, động tính gây ra càng lớn, nguy hiểm cũng càng lớn. Có điều sau khi nhìn đội tàu khí thế khổng lồ này ép tới gần, cả đám dường như tỉnh táo hơn rất nhiều. Cảm giác trước và sau khi tận mắt nhìn thấy hoàn toàn khác nhau. Giờ khác này mọi người đều hiểu ra, làm được đội thuyền lớn thế này muốn vận chuyển chiến mã ra khỏi tề quốc, muốn giấu diếm ánh mắt mọi người cần phải tiêu tốn tâm huyết và tinh lực lớn chừng nào, chỉ riêng xử lý những con thuyền này đã rất giỏi rồi. Đám cao tầng thiên ngọc môn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trước kia nhận được tin nghe nói trên đường đi nghiêu hữu đạo lề mà lề mề, lại chậm chạp không hành động ở tề kinh, mọi người đều có suy đoán, cũng có chỉ trích. Lúc này, bọn họ đã tự hiểu ra, nghiêu hữu đạo lề mề mãi không phải không có nguyên nhân không biết ở dưới đáy đã chuẩn bị kỹ càng và kín đáo cỡ nào. giờ không ai còn nghĩ nhưu hữu đạo lãng phí thời gian. các vị cao tầng thiên ngọc môn vừa đánh giá là trong lòng đã hiểu rõ. nếu việc này đổi lại để thiên ngọc môn làm, muốn lặng lẽ làm ra một đội thuyền khổng lồ thế này trong thời gian ngắn nhưng nhưu hữu đạo gần như là không có khả năng. năng lực của hai bên lập tức lộ rõ tranh lệch cao thấp rồi. lần này bọn hắn đã thực sự ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi trước kia. phong ân thái trợn mắt hốc mồm nằm mơ cũng không ngờ nghiêu hữu đạo lại có thể làm ra thế trận lớn như vậy ngay dưới mí mắt ông ta, vậy mà ông ta không hề biết chút gì. Bành hữu tại khẽ thở ra một hơi, thở dài, nghiêu hữu đạo này đúng là nhân tài hiếm thấy. Mông Sơn Minh khẽ vuốt cằm, bành trưởng môn nói có lý, gián điệp tình báo của các quốc gia đều không ngủ, chỉ với đội thuyền thế này đã không biết hắn phải dốc bao tâm huyết và chịu nguy hiểm lớn nhường nào. Giờ ta đã hiểu ra vì sao hắn phải cắt đứt tất cả liên hệ với ngoại giới, đúng là không thể nào để xảy ra sai sót. Việc này, đúng là làm khó hắn quá rồi. Thương Triều Tông và Lam Như Đình đang chăm chú nhìn mặt biển sắc mặt khẽ biến đổi. Những gì nhìn thấy trước mắt, nghe thấy bên tai khiến mũi thương thuộc thanh hơi cay cay, hốc mắt đỏ lên. Đội tàu khổng lồ khí thế mạnh mẽ ép đến, trên chiếc thuyền dẫn đầu kia có một hàng người đang đứng thành hình mũi khoan, người đứng đầu vẫn động tác chống kiếm quen thuộc, người quen vừa nhìn đã nhận ra. Thương Triều Tông quay đầu, cao giọng hạ lệnh đánh chống minh hiệu. Những tiếng chống gõ vang, tiếng trống thùng thùng vang cả bến tàu một loạt sừng trâu cũng cùng thổi lên tiếng tu tu quanh quẩn không dứt tinh kỳ san sát phấp phới trên bến tàu đang dùng lễ nghi long trọng nghênh đón đội tàu quay về đám người ai nấy đều chú ý đến nữ tử trang phục hoa lệ đứng sát bên như hữu đạo đê thương thục thanh vành mắt đỏ hoe cũng lẳng lặng quan sát nữ nhân kia như hữu đạo đứng ở mũi thuyền quay đầu lại nhìn mắt thấy qpn vừa mới vội vàng chạy ra khỏi khoang tàu chen tới phát hiện đã trang điểm kỹ càng cũng thay bộ trang phục hoa lệ, lại khôi phục cách ăn mặc diễm lệ của hồng nương tề kinh phù phương viên. Trốn đi cả ngày trời là để trang điểm sao? Ngưu Hữu đạo hỏi một tiếng, chương 547, có người muốn so với chúng ta ai nhiều người hơn? Sao, không được à, lão nương cũng là người cần thể diện, không thể vừa tới đã lôi tha lôi thôi cho đám nông dân các ngươi coi thường được. Quản phương nghi nhếch miệng, ánh mắt quét lên bờ trước mặt, phát hiện cả một khu vực lớn đều có quan binh chấn giữ, người không có phận sự đừng mơ đến gần bến tàu mà không bị phát hiện liền lên tiếng nói đội hình lớn thật tới đón chúng ta sao nghiêu hữu đạo ừng một tiếng thuyền giảm tốc cập bờ quản phương nghi chú ý thấy trên bờ có một nữ nhân nhìn mình chằm chằm tướng mạo thương thục thanh muốn người ta không chú ý cũng khó liền thấp giọng hỏi người có sẹo dài trên mặt chính là đứa con gái xấu xí của ninh vương thương kiến bá trong lời đồn sao nghiêu hữu đạo thầm cười khổ thương thục thanh thật đúng là xấu có tiếng lại ưm, đồng thời chắp tay đáp lễ với những người trên bờ. Quản phương nghi không kìm được chật chật, bề ngoài như vậy thì trong lòng phải kiên cường nhường nào mới dám công nhiên lộ diện, bà ta cũng rất bội phục dũng khí của thương thục thanh. Thấy trên bờ nhiều người nhìn như vậy, quản phương nghi dần bày ra nghi thái. Trên bờ chạy ra một đám người, liên tiếp ra hiệu với những chiếc thuyền đang tới gần, chỉ dẫn vị trí cập bến. Trên thuyền ném dây thừng xuống, người trên bờ nhận được chậm rãi kéo thuyền ép sát vào bờ, buộc dây thừng cố định thuyền dựng cầu ván xong đám nghiêu hữu đạo dẫm lên cầu ván xuống thuyền đạo gia vất vả rồi thương triều tông là người đầu tiên chắp tay đón mặt đầy cảm khái và kích động nghiêu hữu đạo chắp tay đáp lễ cuối cùng không phụ sự kỳ vọng của vương gia thuận lợi đưa chiến mã trở về từ tề quốc thương triều tông liên tục gật đầu tốt 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 đạo gia vất vả vất vả làm như đình cùng mông sơn minh ngồi xe lăn cũng lần vượt vấn an hoan nghênh nên như vậy nghiêu hữu đạo khách khí đáp lại đạo gia Hạ Hoa tới, chưa đùa gọi, nhếch miệng cười, vô cùng vui vẻ. Hai người phí, trịnh cũng đến tươi cười chào hỏi. Thương Thục Thanh ở bên trong lòng tràn đầy mong chờ đến phiên nàng nói chuyện với Nhiêu Hữu Đạo. Ai ngờ Nhiêu Hữu Đạo vừa khách khí với mấy người trước mặt một chút, ánh mắt bỗng nhiên nhìn chằm chằm về phía đám người Thiên Ngọc Môn, nhìn chằm chằm Bành Hữu Tại đang mỉm cười nhìn mình. Nhiêu Hữu Đạo đưa tay ra hiệu đám phí trường lưu nhường đường, không nhanh không chậm đi đến trước đám người Thiên Ngọc Môn khiến Thương Thục Thanh đang định cất lời lại bị bỏ lơ hơi cắn môi. Nghiêu Hữu Đạo và Bách Hoa Đoàn mặt đối mặt đứng chung bốn mắt nhìn nhau. Nghiêu huynh đệ, vất vả rồi. Bành Hữu Tại mỉm cười chắp tay. Nghiêu Hữu Đạo bình tĩnh nói, vất vả không có gì, chỉ sợ có người làm những việc khiến lòng người rét lạnh thôi. Bành Hữu Tại a một tiếng, mắt lóe lên, biết rõ còn cố hỏi, cớ gì nói ra lời ấy. Nghiêu Hữu Đạo, ta nghe nói Thiên Ngọc Môn muốn xử lý ta, còn bắt người của ta lại, xin hỏi, là đạo lý gì? Lời này vừa nói ra, không khí vui mừng ở hiện trường đột nhiên hạ xuống, không ai ngờ Ngưu Hữu Đạo lại làm khó Bành ngược Tại ngay tại đây, thế này là không hề nể mặt Bành ngược Tại. Đám cao tầng trái phải sau lưng Bành Ngục Tại đều sầm mặt lại. Quản Phương Nghi Đông đưa chiếc quạt tròn hờ hướng đứng cạnh Ngưu Hữu Đạo, Trần Bá, Hứa lão lục và mấy chục người phù phương viên chạy tới đón cũng lập tức đứng sau lưng Quản Phương Nghi. Đám người bên Thiên Ngọc Môn thủ thế, trên trăm đệ tử Thiên Ngọc Môn xung quanh lập tức bay đến, rằng co, áp đảo bên này. Thương Triều Tông muốn tiến lên giải vây, Mông Sơn Minh lại đưa tay hơi ngăn lại, khẽ lắc đầu. Công tôn, có người muốn so với chúng ta ai nhiều người hơn. Nghiêu hữu đạo hơi nghiêng đầu một tiếng, công tôn bố đưa tay lên ra hiệu, trên những chiếc thuyền sau lưng vang lên tiếng hét dài, lục ly quân lộ diệt. Trên mấy trăm chiếc thuyền lớn trên mặt biển từng bóng người bay đến, ít nhất hơn ngàn người tụ tập. Con người đám thiên ngọc môn co rút lại, pháp nhãn cảm nhận được âm khí âm ủ tản ra từ trên người những người này lập tức ý thức được đây đều là quỷ tu, trong lúc nhất thời không thể hiểu được nghiêu hữu đạo kiếm đâu ra nhiều quỷ tu như vậy nghiêu hữu đạo lại nghiêng đầu một tiếng phí trưởng môn trịnh trưởng môn hạ trưởng môn ba phái các người có ý gì mọi người cùng đi một đường hay mỗi người một ngã ba người phí trịnh hạ nhìn nhau đều hiểu thế này là muốn ba phái bọn hắn bày tỏ thái độ cũng lần lượt phất tay phát hiệu lệnh lập tức hơn ngàn đệ tử của ba phái cũng bay đến trực tiếp bao vây mấy trăm người thiên ngọc môn thương triều tông và lam như đình trao đổi ánh mắt đều ý thức được thế lực hai bên thực ra cũng không thay đổi gì trước đây ba phái đối mặt với thiên ngọc môn còn phải nén giận giờ nghiêu hữu đạo trở về lập tức sẽ khác dưới sự ép bức của nghiêu hữu đạo ba phái không thể không đối nghịch với thiên ngọc môn mông sơn minh ngồi trên xe lăn cúi đầu chậm rãi sửa sang ống tay áo lộ vẻ thờ ơ việc này không liên quan gì đến mình trên cả bến tàu lập tức rơi trong không khí dương cung bạt kiếm đối mặt với bao vây trước mắt bành hữu tại lù lù bất động lặng lẽ đảo mắt nhìn đám đông khinh thường nói một đám ô hợp quản phương nghi lên tiếng đây là ai vậy lão nương vừa đến sao vừa mở miệng đã mắng người rồi. Ánh mắt bành hữu tại rơi lên mặt bà ta, mỉm cười nói, hồng nương tề kinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thiên ngọc môn bành hữu tại, hóa ra là bành trưởng môn của thiên ngọc môn, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Ta nói này, ta không hề đắc tội ông, sao vừa gặp đã mắng ta rồi. Không biết từ lúc nào trên tay quản phương nghi đã lấy ra một phù triện đen nhanh, kẹp giữa ngón tay quạt quạt lên mặt mình. Bà ta trông có vẻ bình tĩnh như trong lòng đang mắng cha chửi mẹ, vừa đến đã đánh nhau, tên khốn nghiêu hữu đạo này. Bành hữu tại nhìn chằm chằm bùa chuyện kia mắt lóe lên. Thiên kiếm phù, vẻ mặt đám thiên ngọc môn đều căng thẳng, rơi vào đề phòng cao độ. Nghiêu hữu đạo cũng ý thức được phản ứng của đối phương không đúng, liếc nhìn phù triện trên tay quản phương nghi. Sau đó ánh mắt bành hữu tại lại nhìn về phía nghiêu hữu đạo, gần từng chữ, không muốn tìm chết thì đừng gây chuyện, nơi này chưa đến phiên ngươi dương oai. Nghiêu hiểu đạo, là ai đang gây chuyện trong lòng mọi người đều rõ. Ta không muốn gây chuyện, nhưng huynh đệ thủ hạ ta bị người ta vô duyên vô cớ bắt lại, mọi thứ đều chẳng hề để ý đến chữ lý, ta đòi một lời giải thích không quá đáng chứ. Bành trưởng môn, ông nói ta có thể nhìn huynh đệ thủ hạ mình đi chết mà không ho lấy một tiếng sao. Nếu thật sự như vậy, lòng người của bên phía ta sẽ tan rã. Cho nên người của ta không ai có thể muốn bắt thì bắt được. Phong ân thái vội chui ra, làm người hòa giải nói, lão tam, cái gì mà chết với không chết để hiểu nhầm rồi không có chuyện gì đâu lui ra bành hữu tại hét lên bỏ sức mà không được gì phong ân thái xấu hổ nhưng chỉ có thể chậm rãi lui về bành hữu tại như hữu đạo ta có thể giải thích cho ngươi nhưng chuyện hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một công đạo nếu không đạo lý có nói thế nào cũng không thông được đâu đây là địa bàn của thiên ngọc môn không cho phép những người khác dương oai ông ta nói vậy cũng không phải hù dọa hôm nay trên địa bàn của mình đám cao tầng thiên ngọc môn bị người ta bao vây, nếu không có một công đạo thì bảo họ vứt mặt mũi ở đâu. Nếu đối phương không cho một công đạo, trước mắt có thể tạm thời bỏ qua nhưng trở về nhất định phải triệu tập người thiên ngọc môn tìm những người này tính sổ. Như hiểu đạo, mọi thứ đều không thể bỏ qua được chữ lý, chuyện gì cũng có tuần tự, chỉ cần bành trưởng môn có thể cho ta câu trả lời, tất nhiên ta cũng sẽ cho bành trưởng môn một câu trả lời thỏa đáng. Bành hữu tại từ từ nói, đều là người một nhà, phong sư đệ nói rất đúng, không có chuyện chết hay không chết gì cả, người hiểu làm thôi. Ta khống chế người của ngươi trước là vì sợ ngươi chậm chạp không quay về, lại không có bất kỳ tin tức gì. Bồn tọa lo quận Thanh Sơn xảy ra biến cố, lo có vài người nảy sinh lòng dạ khác, người của ngươi bị trùng vây, bổn tọa không khống chế trước chỉ e sẽ bị người khác bắt đi. Nói trắng ra là bổn tọa đang bảo vệ bọn hắn, cho nên bọn hắn đều rất ổn, được ăn sung mặc sướng, không hề phải nhúc nhích một đầu ngón tay. Người đã về, dĩ nhiên ta sẽ thả họ ra, đảm bảo họ không hề hư hao gì. mươi 548 là ta vô dụng, đây là lời giải thích của ông ta, nhưng ba phái lưu tiên tông nghe thì thấy buồn nôn không chịu được, đây rõ ràng là đang nói lo ba phái bọn hắn sẽ nảy sinh ý định khác. Như hữu đạo gật đầu, ở trước mặt mọi người, bành trưởng môn đã đã nói như vậy, ta cũng tin tưởng bành trưởng môn sẽ không nuốt lời. Ta cũng cho ông một câu cam đoan, chỉ cần người của ta bình yên trở về, chắc chắn ta cũng cho bành trưởng môn một câu trả lời thỏa đáng đều vây ở đây làm gì tất cả giải tán bành hữu tại quát một tiếng chắp tay sau lưng dạo bước đi về phía trước lướt ngang qua người nghiêu hữu đạo đụng độ với mấy người đến tiếp đón nghiêu hữu đạo không lên tiếng cũng không ai dám làm gì ông ta đều kìm lòng không đặng nhường cho ông ta một lối đi nghiêu hữu đạo phất tay ra hiệu một chút ra hiệu người bên mình tản ra nghiêu hữu đạo bành hữu tại chắp tay đứng trên bờ gọi Nghiêu hữu đạo đi tới hỏi, bành trưởng môn có gì chỉ giáo? Bành hữu tại hất cầm về phía những con thuyền lớn tụ tập lít nha lít nhít bao nhiêu chiến mã. Nghiêu hữu đạo, ba vạn thớt, ba vạn thớt, thương triều tông đã kinh ngạc cắt ngang, ba vạn thớt. Thương triều tông đã, đừng nói y, bành hữu tại cũng đột nhiên quay đầu lại, kinh ngạc nói khẽ ba vạn thớt. Mông Sơn Minh và Lam Như Đình cũng kinh ngạc, trước đó họ còn thắc mắc sao lại có nhiều thuyền lớn như vậy, hóa ra thằng nhãi này một lần đem ba vạn chiến mã về, thằng này đúng là hơi điên cuồng rồi. Mọi người có mặt đều nghe thấy rõ, ai nấy đều chấn động, cảm thấy hơi khó tin. Nghiêu hữu đạo, nếu đã phải đường xá xa xôi đi một chuyến, có thể kiếm được nhiều dĩ nhiên phải kiếm nhiều ột chút, đỡ sau này lại phải phiền phức. Đáng tiếc, trên đường gặp bão gió to sóng lớn, lật mười mấy chiếc thuyền, tổn thất hơn một ngàn con khó mà vãn hồi, cộng thêm có vài con ngựa đi biển lâu không chịu được sóc này thời gian dài nên đã bệnh chết mấy chục thớt. Có điều vẫn được, một ngàn thất ngựa cái đều rất ổn, nếu chăm sóc tốt có thể dùng để sinh sôi. Giờ trên thuyền còn hơn 28,000 thất. So với con số 3 vạn thất mà nói, tổn thất khoảng 1.000 thất không tính là gì, hố ngổ thời tiết không thể đoán chắc được, gặp biến cố trên biển thì biết trách được ai. Điều khiến thương triều tông thật sự vui mừng là việc khác, y không kìm được chụp cánh tay như hữu đạo, đạo ra, người nói trong đó có 1.000 thất ngựa cái. Nghiêu hữu đạo gật đầu, trước mặt vương Gia không dám nói ngoa. Tốt, trong lòng thương triều tông đã chẳng còn để ý gì khác, mau chóng quay đầu sai người đi sắp xếp chiến mã dưới thuyền, y đã nôn nóng muốn được nhìn thấy lắm rồi. Những người khác cũng khá mong chờ được nhìn thấy những chiến mã này. Bành hữu tại không kìm được lường thêm như hữu đạo hai cái, bên này cần một vạn chiến mã, vậy mà thằng này kiếm được ba vạn thất, thậm chí ngay cả ngựa cái mà nông trường tề quốc không dám bán ra cũng kiếm được, năng lực thực sự đã mạnh đến mức không thể nào hình dung được. Cho dù là với hai quận mà nói, hay đối với thiết mạc mà nói đây rõ ràng là chuyện tốt nhưng bành hữu tại thực sự cảm thấy trên mặt thiên ngọc môn chẳng có chút ánh sáng có cảm giác như bị đánh vào mặt thiên ngọc môn dày vò hơn năm trời ngay cả sợi lông cũng không cầm về được sau này bảo từ trên xuống dưới của hai quận này sẽ nhìn thiên ngọc môn như thế nào như hữu đạo có hứng thú gia nhập thiên ngọc môn ta không bành hữu tại chợt nhàn nhạt hỏi một tiếng hả như hữu đạo hơi không phản ứng lại kịp ông ta có ý gì bành hữu tại trở thành người của thiên ngọc môn ta chuyện vừa rồi coi như cho qua, ta có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nghiêu hữu đạo, không thích hợp nhỉ. Bành hữu tại, chuyện phân chia lợi ích giữa ngươi không cần lo, nên phân cho ngươi vẫn sẽ phân cho ngươi. Ngươi là huynh đệ kết bái với sư đệ ta, bối phận cũng dễ nói. Thiên Ngọc Môn sẽ cho ngươi đặc quyền ở một trình độ nhất định, không quá ước thúc ngươi đâu. Nghiêu hữu đạo hiểu ra, những lời hứa hẹn dễ nghe này rất hấp dẫn, nhưng trên đời này chẳng có lợi ích gì được cho không, hắn sẽ không có căn cơ gì ở thiên ngọc môn nên cười ha ha nói ta rất muốn vậy nhưng sợ thiên ngọc môn không dám nhận ta bành hữu tại vì sao không dám chỉ cần ngươi dám đến ta sẽ dám nhận nghiêu hữu đạo ta đã gây chuyện với hiểu nguyệt các rồi bành hữu tại im lặng không nhắc đến chuyện kéo đối phương nhập môn nữa hí hí hi 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 những tiếng ngựa hí vang lên còn cả tiếng móng ngựa lộc cộc trên bong tàu chuyển đến thuyền cập bến hàng rào trong khoang thuyền đã mở từng thất ngựa chạy ra, bước lên ván cầu đi xuống, tuấn mã trên hơn 10 chiếc thuyền gần như đồng thời bắt đầu nối đuôi nhau xuất hiện. Vị trí rừng tàu thật sự ở bến tàu, loại tàu lớn này đỗ ngang 10 chiếc là đã kín bến tàu. Bờ biển hai bên bến tàu cũng có không ít thuyền đậu ngang, ngựa nhảy trên ván cầu xuống nước, lội qua vùng nước cạn lên bờ, bọt nước bay tung tóe làm ướt người một số quân sĩ hoành thương chấn giữ hai bên. Trong lúc nhất thời, cục diện rất hấp dẫn sự chú ý của người khác, người đứng trên bến tàu cũng bắt đầu lui về sau một chút dễ dàng quan sát hai bên sao có cảm giác những con ngựa này hơi uể oải màu lông cũng ảm đảm không bóng sáng lam như đình nhíu mày một tiếng mông sơn minh ngồi trên xe lăn nói hẳn là nhốt trên thuyền lâu sống trên đất liền đã quen đột nhiên lênh đênh trên biển lâu như vậy không thích ứng được cơ thể bị ảnh hưởng nhìn miệng và hình dáng ngực trước thì đều là ngựa tốt đang lúc thanh xuân chuyện này không đáng ngại chỉ cần nuôi vài ngày là hồi phục thôi không hổ là người huấn luyện kỵ binh, vừa liếc mắt đã nhìn rõ sự việc. Làm như đình chắp tay, biểu thị thụ giáo. Lúc này, trên bờ biển dần lan tràn mùi của ngựa nồng nặc, có vài con ngựa được lên bờ liền vui sướng hí lên, cuối cùng cũng được đạp chân lên mặt đất giường như là rất vui. Lôi Tông Khang và Ngô Tam Lượng đến trước mặt Như Hữu Đạo, Ngô Tam Lượng hỏi, "Đạo gia, sao không thấy đại tỷ và Đoạn Hổ?" Công Tôn Bố nghe vậy cúi đầu trầm mặc, Như Hữu Đạo chậm rãi quay đầu nhìn về phía chiếc thuyền mình đi, đúng lúc thấy đoạn hổ lộ mặt, sau lưng gã, hai đen tử ngũ lương sơn đang khiêng một chiếc cáng cứu thương tạm thời, trên cáng có một người nằm được che kín bằng vải đen. Nhìn thấy cảnh này, lại thấy đoạn hổ ảm đạm cúi đầu, tim lôi tông khang và ngô tam lượng đều xiết lại, có dự cảm không ổn. Nên đối mặt cuối cùng vẫn phải đối mặt, đoạn hổ cũng không thể tránh né được nữa nên mới lộ mặt. Cuối cùng cáng cứu thương cũng được khiêng sang bên này, đoạn hổ cúi đầu, không còn mặt mũi nhìn lôi tông khang và ngô tam lượng. Giọng Lôi Tông Khang hơi run run nói, "Đoạn Hổ, đại tỷ đâu?" Đoạn Hổ mím môi, cúi đầu không nói. như Hiếu đạo từ từ nói, "Trước khi rời khỏi Tây Quốc, trên đường chúng ta bị truy sát, để yểm hộ chúng ta rút lui, Hắc Mẫu Đơn và Đoạn Hổ đã giả trang thành ta và hồng nương, hấp dẫn sự truy sát của quân địch. Quân địch quá mạnh, Hắc Mẫu Đơn bất hạnh gặp nạn, Đoạn Hổ cũng là nhặt được cái mạng trở về." Đoạn Hổ rơi nước mắt, đôi mắt đỏ hoe chảy những giọt nước mắt lớn, nghẹn ngào nói, "Là ta vô dụng." "A" à, Ngô Tam Lượng đột nhiên đạp đoạn hổ một đạp ngã trên mặt đất rồi bước đến hai chân liên tục vừa đá vừa đạp, cất tiếng đau buồn giận dữ mắng mỏ, vậy sao ngươi còn mặt mũi còn sống trở về. Đoạn hổ ngã trên mặt đất không đánh lại chỉ biết nói mình vô dụng. Ngô Tam Lượng, như hữu đạo đột nhiên trầm giọng hét một tiếng, Ngô Tam Lượng dừng tay, hai tay siết chặt nắm đấm, cúi đầu thở hổn hển. Như hữu đạo, không thể trách đoạn hổ, quân địch quá mạnh, chỉ riêng kẻ điều khiển phi cầm cỡ lớn đuổi giết bọn họ đã có 5 người, hai người liên thủ không thể đỡ nổi một chiêu của một người bên quân địch, cái mạng này của đoạn hổ cũng là nhặt về. Nếu không phải đoạn hổ liều mạng cứu giúp, chỉ sợ ngay cả thi thể hắc mẫu đơn cũng không thể tìm thấy. mươi 549, 500 vạn có phải hơi nhiều quá không? Đám người thiên ngọc môn nghe xong liền run lên, chỉ riêng phi cầm loại lớn đã năm con. Nên biết thiên ngọc môn ngay cả một con cũng không có, thế lực phía địch truy sát không cần nghĩ cũng biết nguy hiểm chừng nào, cũng biết đám nghiêu hữu đạo có thể trở về khó khăn thế nào đám thương triều tông nghe xong cũng kinh ngạc nhìn ngưu hữu đạo không thể tưởng tượng được rốt cuộc họ đã trải qua mạo hiểm như thế nào lôi tông khang đứng cạnh cáng cứu thương chậm rãi đưa tay vén tấm vải che mặt để lộ gương mặt an tường nhắm mắt của hắc mẫu đơn bàn tay vuốt ve gương mặt hắc mẫu đơn lạnh buốt đại tỷ lôi tông khang một chân quỳ xuống rơi nước mắt ngô tam lượng chỉ nhìn một chút ngửa mặt lên trời nhắm mắt nước mắt trượt xuống nhìn thấy gương mặt tối xám của hắc mẫu đơn nhớ đến nữ nhân đó đã cười thản nhiên với mình, không ngờ từ biệt lại thành vĩnh biệt, thương thục thanh một tay bịt miệng, quay đầu sang một bên, nghẹn ngào khóc. Đám thương triều tông, làm như đình đều ảm đạm, đều biết khắc mẫu đơn là tâm phúc bên cạnh nhiều hữu đạo, không ngờ vì đại nghiệp của bọn họ mà hồn đoạn tề quốc, bọn họ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đám thiết mạc ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bành lục tại cũng rủ mắt xuống, chưa nói gì tới đồng tình. Có điều ông ta cũng biết nữ nhân này là tâm phúc của Ngưu Hữu Đạo, tâm trạng của Ngưu Hữu Đạo ông ta có thể hiểu được. Phong Ân Thái đi tới cạnh cáng cứu thương, chăm chú nhìn chằm chằm Hắc Mẫu Đơn, nhớ lại khoảng thời gian sống chung ở Tề Kinh, hai thở dài một tiếng, đưa tay kéo tấm vải phủ lên mặt Hắc Mẫu Đơn. Di thể không nên để lâu, mọi người đưa về nhà trước đi, tìm một chỗ tốt mà an táng. Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh dặn dò một tiếng, tuấn mã trên thuyền vẫn đang xuống thuyền, một đợt thuyền đã cập bờ xong, lại đổi một đợt thuyền khác cập bờ. Thương Triều Tông đích thân cho người chuẩn bị hai cỗ xe ngựa tốt nhất có thể tìm thấy ở hiện trường để nhóm Lôi Tông Khang đưa Hắc Mẫu đơn về nhà trước, Thương Thục Thanh cũng trở về chung. Mãi cho đến lúc trạng vạng tối, thống kê số liệu Lam Như Đình mới tới bẩm báo, "Vương gia, ngựa đã xuống thuyền hết, tổng cộng vạn sáu thất." "Tốt." Mông Sơn Minh vỗ tay lên thành xe lăn khen, đám Thương Triều Tông không tiện ở lại lâu, chiến mã đã lên bờ rồi, chỗ y tiếp theo còn có không ít việc cần sắp xếp an bài còn về những chuyện vặt vãnh này các tu sĩ ở hiện trường sẽ không đi lo họ không biết làm cũng chẳng hiểu phải làm như thế nào nhìn những cột buồm không đếm hết dưới trời chiều bành hữu tại vứt lại một câu cho nghiêu hữu đạo ta chờ câu trả lời của ngươi dứt lời quay đầu bước đi bành trưởng môn xin dừng bước nghiêu hữu đạo kêu lên bành hữu tại dừng bước nghiêu hữu đạo tiến lên bành trưởng môn còn có chút vấn đề còn lại cần bàn bạc với ông vấn đề còn lại bành hữu tại quay người Nưu Hữu Đạo, Thiên Ngọc Môn đã đáp ứng, chỉ cần có thể đem chiến mã về, tiền chiến mã Thiên Ngọc Môn bỏ, không biết lời này có tính không. Bành Hữu Tại nghiêng đầu ra hiệu, lấy 200 vạn kim phiếu cho hắn. 200 vạn, Nưu Hữu Đạo đưa tay ngăn người móc tiền lại, Bành trưởng môn đang nói đùa sao? Ba vạn chiến mã ở đâu có thể tốn 200 vạn là mua được. Bành Hữu Tại, trước đó đã nói cả rồi, hai quận chỉ cần một vạn con chiến mã. Nưu Hữu Đạo gật đầu, tốt, Bành trưởng môn nói như vậy ta cũng không thể nói gì hơn, vậy ta để lại cho hai quận một vạn chiến mã. Còn lại, ta tin xung quanh vẫn có người cần, mong rằng bành trưởng môn không nên ngăn cản, cũng mời bành trưởng môn nói với vương ra một tiếng, ta chẳng còn cách nào khác, đám chiến mã này đều mua nợ về đây, một văn tiền cũng chưa thanh toán, đối phương đang chờ tính tiền, khoản nợ này không thể xù được, muốn xù các người xù đi, ta không có bản lĩnh này. Hắn đưa tay chỉ chỉ đám người của lục ly quân đang ở cách đó không xa bành hữu tại quét mắt nhìn đám quỷ tu hỏi những quỷ tu này lai lịch ra sao như hữu đạo hãm âm sơn tề quốc bành hữu tại hơi kinh hãi người của quỷ mẫu như hữu đạo bành trưởng môn anh minh bành hữu tại hơi do dự mặc dù vượt ra khỏi một vạn thất đã nói trước đó nhưng nhiều chiến mã như vậy đã tới tay hai quận nếu như đem ra bán một phần lớn thì phương diện nào cũng không thể nói thông được ông ta nói người muốn bao nhiêu như hữu đạo duỗi ra một bàn tay không nhiều 500 vạn là được không ít người bên thiên ngọc môn sắc mặt biến hóa, phong ân thái lại chạy ra, lão tam, 500 vạn có phải hơi nhiều quá không? 300 vạn để thấy thế nào? Bành hữu tại không lên tiếng, cũng vừa ý cái giá này. 300 vạn, đại ca, uổng cho huynh cũng nói ra miệng cho được. Nghiêu hữu đạo suyết chút nữa là nhổ vào mặt ông ta, cả giận nói, lúc ở Tây Quốc, huynh nói huynh gây ra bao nhiêu phiền phức. Cuối cùng tất cả phiền phức đều ném cho ta, ta nể tình chúng ta kết bái, ta nhận mãi cho đến cuối cùng rút lui, ta còn bận tâm đến an toàn của đại ca, bảo huynh mang theo đệ tử thiên ngọc môn rút lui trước, không có để thiên ngọc môn các người dính lấy chút nguy hiểm, còn chúng ta vì hiểm hộ các huynh chết có chết, bị thương có bị thương. Sớm biết như vậy, ta để thiên ngọc môn các huynh đi ứng phó truy sát, ta xem thử huynh có thể dẫn được mấy người còn sống trở về. Chờ kéo cánh tay phong ân thái, chỉ ra mấy trăm con thuyền lớn bỏ neo bên bờ biển, phí tổn của họ có trả không? Chìm mười mấy con thuyền, có cần bồi thường không? vì vận chuyển chiến mã đã cải tiến thuyền của bọn họ, tiền tu sửa rối tinh rối mù có cần trả không? Huynh nói những cái này phải tốn bao nhiêu tiền, người có thể buôn bán bằng thuyền lớn thế này, có ai là kẻ không có tiền? Người đứng sau những con thuyền này, ai nấy không phú thì quý, dính đến các thế lực chư quốc, thiên ngọc môn các huynh dám nợ tiền họ hay là ta dám nợ? 300 vạn, uổng cho huynh dám nói ra miệng, giờ ta biết đi đầu bù vào số còn thiếu chứ. Trên trời có thể rơi xuống hay có thể nhặt được trên mặt đất đây không nói tới còn đỡ nói tới chuyện này cả đám thiên ngọc môn liền nhìn về phía những con thuyền kia phát hiện đây đúng là một khoản chi không nhỏ trước đó bên này có người lên thuyền nhìn thử cũng tận mắt thấy trong thuyền chứa ngựa đều đã bị tháo cho dối tinh dối mù mấy gian nhỏ hay tấm tre đều bị tháo hết toàn bộ đều được làm thành những lồng giam nhốt ngựa muốn làm lại thành thuyền hàng chắc chắn phải cải tạo lần nữa phong ân thái bị nói cho không phản bác được cũng đúng lý do thuyền phía sau không nói chuyện trước đó không để bọn họ mạo hiểm là sự thật nghĩ lại cái chết của hắc mẫu đơn, gì mà năm con phi cầm cỡ lớn truy sát ít nhiều ông ta cũng thấy xấu hổ. Nói tới nói lui, kết bái mặc dù qua loa, có lẽ là cố kỵ thiên ngọc môn không dám để người thiên ngọc môn xảy ra chuyện nhưng vị huynh đệ kết bái này cũng được coi là đủ tình nghĩa. Nếu như ông ta biết bên mình từng bị Ngưu Hữu Đạo làm mồi nhử dụ địch, có điều vận khí tốt bên Hiểu Nguyệt Các đã khám phá ra mưu kế của Ngưu Hữu Đạo mới khiến ông ta tránh thoát một kiếp thì chẳng biết sẽ có cảm tưởng gì. Cuối cùng, đám cao tầng Thiên Ngọc Môn đi trước một bước, 500 vạn kim tệ vẫn đưa cho Ngưu Hữu Đạo. Trên lưng ngựa, Trần Đình Tú hơi bất mãn nói, sư huynh, 500 vạn không phải con số nhỏ, cứ đưa cho hắn vậy sao? Bành hữu tại, có kè mặc cả thôi, ba vạn con chiến mã, chi phí cả chặng đường, 500 vạn cũng không phải quá nhiều. Nên đưa vẫn phải đưa, để hắn công khai bí phương cất rượu ra, tổn thất của chúng ta sẽ càng lớn hơn. Tình cảnh của hắn bây giờ cũng khó rời khỏi bên này, chỉ cần hắn vẫn ở trong lòng bàn tay chúng ta, Lúc nào cũng có thể xử trí hắn, chúng ta muốn là toàn bộ Nam Châu, không thể vì nhỏ mất lớn, năng lực của hắn còn có giá trị lợi dụng với chúng ta. Hơn nữa, tiền này không phải chúng ta bỏ ra, chiến mã cũng không phải chúng ta lấy về, người từ trên xuống dưới của hai quận sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Lòng người cũng là thứ đáng tiền, huống hồ cũng không mất hết 500 vạn này, vẫn có thể vãn hồi được một ít từ chỗ khác. Chương 550, Quỷ Mẫu Giá Lâm, mọi người nhìn sang Trần Đình Tú kỳ quái nói, vãn hồi từ đâu? Bành hữu tại, động tĩnh lớn như vậy, nhiều chiến mã đến như vậy, người cho rằng có thể giấu được con mắt của người khác sao? Bên Kim Châu có quân đội riêng cũng cần chiến mã, nghe được tin tức chắc chắn phải tìm chúng ta, Minh Hữu tìm tới cửa, tránh không khỏi. Sau này chúng ta mở rộng, vẫn cần vạn động thiên phủ và Kim Châu ủng hộ, mấy ngàn con chiến mã chắc chắn cũng phải cho họ, năm ngàn đi, bên này nuôi nhiều chiến mã cũng tốn kém quá. Đợi bọn họ tìm tới cả, bán 5 ngàn thớt với giá cao cho bọn hắn. Cả đám bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Bành hữu tại, chư vị, dự định tiếp theo của ta mọi người hãy nghe thử và suy nghĩ một chút xem sao. Trưởng môn mời nói, Trần Đình Tú lên tiếng, cả đám đều nhìn sang. Bành hữu tại, chuyện chiến mã đã chứng thực, bên thương triều tông cho người đốc thúc một chút. Bước kế tiếp là toàn bộ Nam Châu, điểm ấy tất cả mọi người đều biết. Trước đó, Thiên Ngọc Môn cần phải tiến hành chỉnh hợp toàn bộ thực lực, thế lực của chúng ta quá phân tán, Mặt khác ba quận phải cùng hai quận hiện nay chỉnh hợp lại với nhau, Thiên Ngọc Môn cũng phải di chuyển tất cả đến đây. Bên này có nội tình của Ninh Vương Thương Kiến bá ủng hộ, phát triển nhanh chóng, lại có bên Kim Châu làm chỗ dựa, chỉnh hợp lại thành một khối sẽ trở thành căn cơ lớn mạnh cho Thiên Ngọc Môn ta. Phong Ân Thái nhếch miệng, "Trưởng môn, có điều ba quận phân tán, cách nhau khá xa, không thể nào chỉnh thành một khối được. Bành Hữu Tại, có thể tìm Triều Đình nói chuyện, để Triều Đình lấy ra địa bàn ba quận Nam Châu đổi với chúng ta?" Ba quận phân tán cũng rất kiềm chế sức mạnh của chúng ta, với triều đình mà nói, cũng sợ loạn lạc khắp nơi, tập trung chúng ta lại một chỗ, bọn hắn cũng tiện đối phó chúng ta, cũng coi là theo như nhu cầu đi. Chỉ cần chúng ta bằng lòng hy sinh một chút lợi ích để triều đình có bậc thang bước xuống, chuyện đàm phán khả năng thành công rất lớn. 11 quận Nam Châu, nếu chúng ta chiếm cứ năm, lại tập trung lực lượng, tất sẽ dọn sạch được chướng ngại không nhỏ trong việc thống nhất Nam Châu trong tương lai. Đánh Nam Châu cần thương triều tông nhưng không nhất định phải đem Nam Châu giao cho hắn, nhi tử của thương kiến bá, vẫn phải đề phòng một chút, nhân mã ba quận triệu tập lại là lúc cần phải khống chế hắn. Lời này, tất cả mọi người nghe xong đều cảm thấy đáng suy nghĩ. Họ đại khái đã hiểu ý đồ của ông ta, trong một thời gian khá dài Thiên Ngọc Môn cũng chỉ có thể miễn cưỡng nắm lấy Nam Châu. Thực lực Thiên Ngọc Môn trong một thời gian tương đối dài vẫn chưa đủ để có giã tâm lớn hơn, đệ tử trong môn có thể nhanh chóng mở rộng nhưng tu vi đệ tử muốn đi lên cần phải có một thời gian giàu, nội tình thiên ngọc môn vẫn còn kém một chút phải lượng sức mà làm nhưng dã tâm của thương triều tông chỉ e là không phải mình nam châu người ta làm không tốt còn phải tìm yến hoàng kiến hùng tính sổ thiên ngọc môn thực lực không đủ rất có thể thương triều tông sẽ dựa vào thế lực khác lớn hơn để cân bằng thiên ngọc môn đây không phải là việc thiên ngọc môn hy vọng nhìn thấy trong đầu mọi người lóe lên cái tên phượng lăng ba không khỏi lén nhìn ông ta không biết có phải trưởng môn định giao nam châu cho phượng lăng ba không đưa mắt nhìn đám bành hiệu tại rời đi quản phương nghi nhìn sấp kim phiếu trong tay nghiêu Hữu đạo, cười nhạo nói, ta nói đạo gia này, người cũng ác thật, cướp chiến mã bắc châu bán cho người của mình, đen ăn đen trơn chu quá, nhưng lại không giống loại người hay làm những chuyện này. Nghiêu Hữu đạo quay đầu hỏi bà ta, không phải ngươi nói ta nuôi ngươi sao? Không có tiền sao nuôi nỗi ngươi? Mắt quản phương nghi sáng lên, định cho ta bao nhiêu? Nghiêu Hữu đạo cúi đầu đếm 100 tờ kim phiếu ra, lắc lư trước mặt bà ta. Quản phương nghi chụp lấy, ôm trước ngực, mặt mày hớn hở nói cái này còn tạm được, vậy ta nhận đấy. Nghiêu hữu đạo lại đếm 100 tờ, đưa cho hứa lão lục bên cạnh. Hứa lão lục sướng sờ nhận lấy, có chút khó hiểu, xem ra mình cũng nhiều bằng quản phương nghi. Quản phương nghi nhíu mày, lặng lẽ nhìn nghiêu hữu đạo, vô cùng nghi ngờ thằng nhãi này đang định châm ngòi ly gián quan hệ của bọn họ, hỏi đạo gia có ý gì vậy? Nghiêu hữu đạo nói với hứa lão lục, bên đội tàu, người giao số tiền này cho bọn họ. Quản phương nghi sửng sốt, cho đội tàu. Chủ thuê đã dự chi một khoản tiền đặt cọc lớn, không còn lại bao nhiêu, chỉ vài chục vạn đã đủ bù tổn thất cho bọn họ rồi. Có phải ngươi gạt đám thiên ngọc môn đến choáng váng nên tự gạt cả mình luôn không? Nghiêu hữu đạo, người dẫn người đi hỏi rõ ông chủ sau lưng họ, hỏi rõ liên hệ thế nào, ta là người thích kết bạn, 100 vạn cho họ hết, mua được bạn về cũng là chuyện vui, sau này có thể sẽ còn liên hệ. Con người ta không muốn để bạn bè phải chịu thiệt thòi, hiểu ý ta không? Quản phương nghi quay đầu nhìn hải cảng quận Thanh Sơn, như nghĩ ra gì đó, quay đầu nói với hứa lão lục, đi đi. Được, hứa lão lục khẽ gật đầu rời đi, như hữu đạo đếm ra 100 vạn, tiện tay đưa cho công tôn bố, chi tiêu năm nay. Công tôn bố lúng túng nói, đạo ra, nhiều quá rồi. Lúc trước đã nói một năm cho họ 50 vạn, như hữu đạo không nói nhiều, cứng rắn nhét cho gã, sau đó quay người đi về phía đám lục ly quân. Đến trước mặt lục ly quân, như hữu đạo đưa toàn bộ sấp kim phiếu trên tay, 200 vạn. Lục ly quân nhíu mày, hỏi có ý gì. Nghiêu hiểu đạo, mọi người đi đường vất vả, cũng rất phối hợp, chút tâm ý nho nhỏ thôi. Tiền không cần đâu, ta chỉ cần người. Một giọng nữ âm trầm phát ra sau lưng lục ly quân. Lục ly quân lập tức nghiêng người tránh sang một bên, đám quỷ tu sau lưng cũng vội tránh sang hai bên, để lộ một phụ nhân cao gầy áo đen thướt tha, làn da còn trắng hơn tuyết, tóc dài phất phới, một đôi mắt sắc bén, trên mặt che bằng tấm khăn đen. Nhìn thái độ của đám quỷ tu, nhiều hữu đạo mới ý thức được điều gì đó, âm thầm kinh hãi, nữ nhân này lên thuyền lúc nào mà mình không biết. Chiếc quà tròn phe phẩy trong tay quản phương nghi cứng đờ, khóe miệng mấp máy, cũng ý thức được nữ nhân này là ai. Phụ nhân áo đen chậm rãi đi tới, đứng đối diện nghiêu hiếu đạo, đôi mắt lạnh lùng lờ mờ lục quang, hờ hững nói, điều ngươi nói, ta đã làm được, ta hy vọng ngươi cũng có thể nói lời giữ lời, yêu cầu này không quá đáng chứ, người đâu. Đến dịch trạm yêu cầu một gian phòng sạch sẽ, nghiêu hiếu đạo quay đầu phân phó một tiếng, chợt đưa tay mời phụ nhân áo đen, mời. Sau đó, hai người song song đi về phía dịch trạm, đám thương triều tông đang trò chuyện với trưởng môn ba phái chuyện sắp xếp chiến mãi nhìn về phía này, không biết phụ nhân áo đen này là ai. Tiến vào gian phòng dịch trạm chuẩn bị tạm, như hữu đạo chắp tay nói với phụ nhân áo đen, gặp qua quỷ mẫu. Phụ nhân áo đen chính là quỷ mẫu, bớt nhiều lời đi, ta cần người. Mời ngồi, có chuyện gì từ từ ngồi xuống hãng nói. Sau khi Nghiêu Hữu Đạo đưa tay mời đối phương ngồi xuống, bản thân cũng ngồi đối diện đối phương, đặt sắp kim phiếu trên tay lên bàn, đẩy qua, chuyện lần này là ta làm không chính cống, đây là chút tâm ý nhỏ, bày tỏ sự ái náy, xin hãy nhận lấy. Quỷ mẫu, ta cần người, không phải tiền. Nghiêu hiểu đạo quay đầu nói với nói với quản phương nghi, đưa tin cho ngô lão nhị, đưa người yên ổn trở về cho ta, không được tổn thương chút nào. Quản phương nghi lập tức gật đầu ra hiệu với Trần Bá, Trần Bá quay người rời đi. Người ta đã thả, chút tâm ý này xin hãy nhận lấy nghiêu hữu đạo chỉ vào sắp tiền quỷ mẫu ta chưa nhìn thấy người đã muốn đuổi ta đi rồi nghiêu hữu đạo mỉm cười nói chị e gặp được người quỷ mẫu sẽ không dễ dàng buông tha cho ta ánh mắt quỷ mẫu không ngừng lóe lên nghiêu hữu đạo thở dài người vẫn còn ở tề quốc không ở đây có điều ta có thể cam đoan với ngươi tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề gì vấn đề bây giờ là hãm âm sơn giúp ta tương đương với đắc tội tây viện đại vương sau này sẽ trung đụng thế nào đây chương 551, đáng lẽ đại tỷ phải cảm tạ ta mới đúng. Một, quỷ mẫu, cái này không nhọc ngươi quan tâm, hắn không bảo vệ được bí mật nên bảo vệ thì không có tư cách tìm ta tính sổ. Như hiểu đạo gật đầu, ta hiểu, ta cũng có nghe nói, hãm âm sơn thích hợp tu luyện quỷ tu, năm đó quỷ mẫu vì muốn hãm âm sơn có nơi sinh sống yên ổn, đúng lúc gặp tấn quốc tiến đánh tề quốc, từng đạt ước định với hoàng đế tề quốc đời trước, ra sức giúp cản địch, cũng đảm bảo tương lai tề quốc bị nước địch xâm phạm sẽ lại xuất lực, bởi vậy triều đình tề quốc mới an bài hãm âm sơn cho ngươi. Tây viện đại vương Hảo Vân Thắng dĩ nhiên không dám trắng trợn động vào hãm âm sơn. Quỷ mẫu, biết thì tốt, nghiêu hữu đạo, ta chỉ hơi tò mò, nhìn bộ dạng trương hành thủy, sinh hoạt tự do, không giống dáng vẻ bị Hảo Vân Thắng áp chế làm con tin. Dường như hãm âm sơn không cần thiết làm chuyện bí quá hóa liều. Cả đám quỷ tu, cầu được một chỗ an thân không dễ dàng, chẳng lẽ quỷ mẫu không biết quốc sách tề quốc? vì sao còn muốn giúp tây viện đại vương lén vận chuyển chiến mã xuất cảnh quỷ mẫu hẳn ngươi thật sự cho rằng đám chiến mã này xuất cảnh triều đình tề quốc không biết nghe thấy lời ấy như hữu đạo đột nhiên nhíu mày như có điều suy nghĩ quỷ mẫu tiếp tục nói ta ở tề quốc hơn trăm năm có vài nội tình ta hiểu rất rõ nếu triều đình không muốn cho xuất cảnh lượng chiến mã nhiều như vậy căn bản không thể xuất cảnh được hạo vân thắng biết bí mật của ta lại bằng lòng bỏ tiền ta cũng chỉ thuận nước đẩy thuyền giúp hắn thôi hai bên đã nói trước hắn có thể vận chuyển chiến mã ra ta mới có thể hỗ trợ cho nên ngươi yên tâm cho dù là hảo vân đồ hay hảo vân thắng đều sẽ không truy cứu ngươi cũng không nhọc ngươi phải lo lắng giờ ngươi chỉ cần giữ lời hứa giao người cho ta thôi vỗ tay lên sấp kim phiếu trên bàn nể mặt số tiền này ta đảm bảo với ngươi chỉ cần người bình an vô sự lần này ta không động vào ngươi tha cho ngươi cũng thực sự thấy đối phương nhìn thấu tâm tư của bà nhưng không hề quan tâm chỉ cười cười khiến trong lòng bà không hề nắm chắc nếu đối phương giữ lời hứa, bà cũng định nhận số tiền kia cho xong chuyện, không muốn vô ý rước thêm phiền phức không cần thiết, dù sao nơi này cũng lại Yến Quốc. Nghiêu Hữu đạo chậm rãi gật đầu nói, cảm ơn quỷ mẫu khoan dung độ lượng, có điều mặc dù quỷ mẫu bằng lòng tha cho ta, chỉ sợ có người lại không muốn tha cho quỷ mẫu. Ánh mắt quỷ mẫu đột nhiên lạnh lẽo, người muốn thử không? Không, không không, quỷ mẫu hiểu lầm rồi, không phải ta. Nghiêu Hữu đạo liên tục khoát tay, không muốn bỏ qua cho bà không phải ta, mà là hạo vân đồ hoàng đế tề quốc. Quản phương nhi ở bên tay đong đưa cái quạt tròn, hứng thú nhìn ngưu hữu đạo, cũng muốn xem thử thằng nhãi này muốn làm trò gì. Nhìn bộ dạng chẳng hề coi trọng của Ngưu Hữu Đạo, bà ta cũng an lòng hơn nhiều, tiếp xúc lâu như vậy ít nhiều cũng biết được chút năng lực của Ngưu Hữu Đạo nên vẫn khá có lòng tin với hắn. Đương nhiên, trong tay áo bà ta vẫn giấu phù triện, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị bộc phát. Quỷ mẫu, người quan tâm hơi nhiều quá thì phải. Nghiêu Hữu Đạo hỏi lại, hẳn là bà cảm thấy thế lực của Hạo Vân Đồ không đủ để tiêu diệt Hám Âm Sơn. Quỷ Mẫu, nếu có địch quốc đột kích, Hám Âm Sơn ta bằng lòng giúp hắn một tay, Hạo Vân Đồ không phải kẻ ngu. Nghiêu Hữu Đạo, vậy cũng phải xem thử là chuyện gì, nếu Hám Âm Sơn uy hiếp hoàng vị của hắn, chỉ e hắn sẽ triệu tập một lượng lớn tu sĩ tiêu diệt Hám Âm Sơn. Quỷ Mẫu cười lạnh, Hám Âm Sơn ta uy hiếp hoàng vị của hắn? Ý ngươi nói Hạo Vân thắng? phái người giúp Hạo Vân thắng hộ tống thuyền lại có thể uy hiếp hoàng vị của hắn. Đúng là cậu chuyện cười quá lớn, như Hữu Đạo, giang hồ cưỡi ngựa, đi là đường, giao là bằng hiếu, quỷ mẫu nếu không chê. Ta muốn được kết bái làm tỷ đệ khác họ với quỷ mẫu, không biết ý thế nào. Bỗng nhiên đưa ra đề xuất này, mấy người bên cạnh nghe thấy đều sừng sờ. Quỷ mẫu cũng sừng suốt nửa ngày, cuối cùng châm chọc nói, người kết bái với ta. Lúc ta thành danh chỉ e ông nội người còn chẳng biết đang ở đâu, Ngươi dựa vào cái gì kết bái với ta?" Phụt, quản Phương Nghi nghe miệng, cười đến mức cả người run rẩy. Quỷ Mẫu dương mắt nhìn, lời ta nói buồn cười lắm sao? "Không có không có." Quản Phương Nghi cố nén ý cười lắc lắc quạt tròn, thật sự không nhịn được cười, bà ta lại nhớ tới huynh đệ kết bái lệnh hồ thu kia của Ngưu Hữu Đạo. Bà ta rất rõ lệnh hồ thu bị ai làm cho vào đại lao. Vẻ mặt công tôn bố cũng rất đặc sắc, phát hiện đạo gia rất thích kết bái với người khác. Nghiêu Hiếu Đạo quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm quản phương nghi một chút, thầm trách nữ nhân này không biết phối hợp, lại quay đầu, được thôi, nếu quỷ mẫu trướng mắt tại hạ, bên Tề Quốc có một số việc ta cũng không muốn vô duyên vô cớ dính vào. Đưa tay ra hiệu sắp kim phiếu trên mặt bàn, kim phiếu xin cầm lấy, Trương Hành Thủy cũng sẽ được trả về không chút hao tổn, trong vòng vài ngày có lẽ bà sẽ nhận được tin. Nếu bà không yên tâm có thể theo dõi ta sát sao? Dứt lời đứng dậy, chắp tay, lúc hắn định quay người, quỷ mẫu ánh mắt lóe lên không yên đột nhiên hỏi một câu người cảm thấy làm loại chuyện kết bái lừa mình dối người này có ý nghĩa sao quản phương nghi thầm nói xong rồi có thể nói ra lời này chứng tỏ vị quỷ mẫu này đã bị nghiêu hữu đạo lay động rồi rõ ràng ít nhiều bà ta vẫn lo hạo vân đồ sẽ gây bất lợi cho hãm âm sơn không biết rõ trong lòng sợ sẽ không chắc chắn nghiêu hữu đạo có ý nghĩa hay không phải xem ở tương lai lâu ngày mới rõ lòng người không có ý nghĩa với ta hay bà đều chẳng tổn thất gì cùng lắm thì sau này cả đời không qua lại với nhau quỷ mẫu ta cảnh cáo ngươi tốt nhất đừng có đùa ta ngụ ý rõ ràng nếu không tồn tại tình huống như ngươi nói cái gọi là kết bái không ước thúc được ta như hữu đạo hỏi lại có thể đùa nỗi sao đã nói đến mức này quỷ mẫu cũng dứt khoát vậy thì bắt đầu đi nghiêu hữu đạo quay đầu công tôn bày hương án khóe miệng công tôn bố co giật gật đầu đáp rõ quay người rời đi cây quạt tròn trong tay quản phương nghi đông đưa, ngẩng đầu nhìn nóc nhà, trái xem phải xem, không biết đang tìm cái gì. Lục ly quân đi bên cạnh quỷ mẫu vẻ mặt cũng đặc sắc, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn như hữu đạo chứng trạc đàng hoàng. Ngoài dịch trạm, hương án dọn xong, hai vị kết bái sóng vai đi tới, có nhang đã được châm xong đưa đến tận tay hai người. Như hữu đạo gọn gàng dứt khoát, ven áo bào, quỳ xuống. Quỷ mẫu nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn lặng im một lúc, rõ ràng còn có chút do dự, Nghiêu hữu đạo cười hỏi, thế nào? Quỷ mẫu, nghe nói lệnh hồ thu kia, còn cả trưởng lão thiên ngọc môn gì đấy cũng là huynh đệ kết bái của ngươi. Nghiêu hữu đạo, không ảnh hưởng lẫn nhau. Sau khi quỷ mẫu do dự một chút, cuối cùng vẫn quỳ xuống, cùng tế và đọc lời thề kết bái. Lúc này nghiêu hữu đạo mới biết quỷ mẫu vốn tên ngô tuyết quân. Động tính bên này dĩ nhiên thu hút không ít tu sĩ đang giới bị cho chiến mã tới xem, thương triều tông, lam như đình, mông sơn minh, phí trường lưu, trịnh cửu tiêu, hạ hoa đều tới đám quỷ tu hãm âm sơn đều rất bực bội hầu hết không ai hiểu được tình hình như thế nào ba người phí trịnh hạ từng tận mắt chứng kiến nghiêu hữu đạo kết bái với lệnh hồ thu rất cảm khái lần này lại kết bái sao còn là nữ quỷ tu nữa cắm hương nghi thức hoàn thành nghiêu hữu đạo trịnh trọng chắp tay nói với quỷ mẫu đại tỷ quỷ mẫu quay người đi trực tiếp trở về trong dịch trạm ba người phí trịnh hạ lập tức tiến tới kéo nghiêu hữu đạo đang định vào dịch trạm hạ hoa hỏi ta nói này đạo gia của ta, ngài đang làm gì vậy, vị kết bái cùng ngài là ai thế? a à, quỷ mẫu, như hữu đạo ném một câu, quỷ mẫu, là quỷ mẫu hãm âm sơn tề quốc sao? mươi 552, đáng lẽ đại tỷ phải cảm tạ ta mới đúng. hai Giới tu hành hình như không có người thứ hai được gọi là quỷ mẫu. Ba người đang ngươi hỏi ta, ta hỏi ngươi, đều rất kinh ngạc, không biết tình hình như thế nào, sao quỷ mẫu hẫm âm sơn lại kết bái với như hữu đạo, Ba người muốn đi vào xem rõ ngọn ngành nhưng lại bị quỷ thu ngoài dịch chạm cản lại, không cho người không phận sự tiến vào. Sau khi ba người rời đi, Thương Triều Tông mới hỏi, nữ nhân kết bái với đạo gia là ai vậy? Phí Trường Lưu nói, vương gia, đây không phải là người, là quỷ tu hiện hình, quỷ mẫu hãm âm sơn tề quốc, xếp hạng trên đan bảng cao cao hơn chắc siêu mà Ngưu Hữu Đạo đã giết. Người này chính là quỷ mẫu, làm như đình lấy làm kinh hãi, tên người lộ ra trên đan bảng, ở một mức độ nào đó những người quyền quý như họ đều có thể thấy được, nhân vật đặc biệt như quỷ mẫu bất kỳ ai sau khi nhìn thấy đều có ấn tượng sâu sắc. Tóm lại, ba người thương, Lam, Mông cũng hai mặt nhìn nhau, không hiểu vì sao nhân vật như quỷ mẫu lại kết bái với Nhiêu Hữu Đạo, không hiểu rõ Nhiêu Hữu Đạo đang làm gì. Vị đạo gia này của chúng ta rất thích kết bái với người ta. Hoa chợt giờ khóc giờ cười nói, Bạch Diêu phụ trách hộ vệ bên cạnh thương Triều Tông cũng hơi nhíu mày, quỷ mẫu lại kết bái với Nghiêu Hữu Đạo, tình hình như thế nào vậy? Trên thực tế với quỷ mẫu mà nói, kết bái này với bà chẳng có ý nghĩa gì, bà cũng không định có bất kỳ nghĩa vụ gì với vụ kết bái này cho nên mới hỏi trước kiểu kết bái lừa mình dối người này có ý nghĩa sao? Về điểm này, dĩ nhiên trong lòng Nhiêu Hữu Đạo hiểu rõ. Đương nhiên, có một điểm quỷ mẫu biết rõ, Nhiêu Hữu Đạo đã yêu cầu kết bái thì chắc chắn sẽ có yêu cầu về mặt lợi ích, chỉ ít trên danh nghĩa có thể dính chút ánh sáng của bà, còn bà thì muốn biết cái giá sẽ trả cho chuyện này. Trong gian phòng dịch trạm, quỷ mẫu ngồi xuống lạnh lùng nói giờ có thể nói rồi chứ nghiêu hữu đạo cũng ngồi đối diện bà hỏi đại tỷ có biết đám chiến mã này ai đưa không quỷ mẫu không biết liên quan đến ta sao đúng là không liên quan nghiêu hữu đạo gật đầu lại hỏi chắc hẳn đại tỷ cũng không biết đám chiến mã này do ai chủ trì tổ chức quỷ mẫu không phải tây viện đại vương sao nghiêu hữu đạo cười trước đó đã có suy đoán này hắn nghĩ bên hãm âm sơn không biết tình hình ngay từ đầu hắn tin vào quản phương nhi cho rằng Tô Chiếu có dính líu với Trương Hành Thụy, nhưng về sau nắm được tình hình của Quỷ Mẫu thì phát hiện không đúng. Hãm Âm Sơn và Triều Đình Đế Quốc đã có ước định, không hề có uy hiếp, điều kiện của thiên hạ này cũng không cho phép quỷ tu có hành động lớn, tu sĩ thiên hạ sẽ không cho phép quỷ tu làm bậy trên thế gian. Quỷ Mẫu có ngu cũng biết, với thực lực của bà hiện tại không thích hợp để cuốn vào những chuyện không nên cuốn vào. Tình cảnh hiện tại của Hãm Âm Sơn là tốt nhất có điều kiện để dần làm lớn mạnh thực lực hãm âm sơn vì sao phải tự đi tìm phiền phức chứ. Bởi vậy hắn nghi ngờ, quỷ mẫu căn bản không biết Tây Viện Đại Vương cấu kết với Hiểu Nguyệt Các. Mặt khác theo lý thuyết, Hiểu Nguyệt Các cũng sẽ không dễ để lộ thân phận của mình với bên ngoài, vận chuyển nhiều chiến mã như vậy tính bất chắc quá nhiều, rất dễ bị bại lộ. Nếu hãm âm sơn biết quá nhiều, một khi sự việc bại lộ rất dễ lộ thân phận tô chiếu, đây không giống tác phong làm việc của Hiểu Nguyệt Các. Một hệ liệt thăm dò được trước đó khiến hắn xác định, nếu không quỷ mẫu sẽ không kết bái với hắn, giờ nghe lời quỷ mẫu nói, trong lòng hắn dĩ nhiên càng hiểu rõ hơn. Như hữu đạo trần nói với xung quanh, làm phiền chư vị tránh đi một chút, ta và đại tỷ có chuyện cần nói riêng. Đám quản phương nhi cùng công tôn bố nhìn nhau, đều quay người rời đi. Hắn không sợ ở riêng, quỷ mẫu dĩ nhiên càng chẳng có gì phải sợ, cũng nhưng đầu ra hiệu với nhóm lục ly quân. Đợi trong phòng chỉ còn lại hai người, như hữu đạo nhắc nhở nói, nhóm chiến mã này thật ra do hiểu nguyệt các âm thầm tổ chức. Lần này quỷ mẫu thật sự rất kinh ngạc, người nói Tây Viện Đại Vương âm thầm cấu kết với hiểu nguyệt các. Nghiêu hữu đạo nghiêm mặt nói, đại tỷ có biết lúc ta ở Tây Quốc, Hạo Vân Đồ đã cử tổng quản đại nội tiếp xúc với ta. Đại tỷ có biết vì sao huynh đệ kết bái lệnh hồ thu kia của ta bị Hạo Vân Đồ bắt lại không? Vì lệnh hồ thu là người của hiểu nguyệt các. Đại tỷ có biết tô chiếu bà chủ bạch vân gian mà Tây Viện Đại Vương độc chiếm kia là ai không? Tô chiếu cũng là người của hiểu nguyệt các. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết, Tây viện đại vương không cam chịu cô đơn. Đại tỷ, tỷ bị cuốn vào trong loại chuyện này, tỷ nói tỷ chỉ phái người đi hộ tống đội thuyền thì sẽ không sao sao? Dù tỷ có lấy cái cớ gì, tỷ cũng sẽ chối sạch sẽ sao? Tỷ cảm thấy Hạo Vân Đồ sẽ dễ dàng tin sao? Đại tỷ, tỷ bị cuốn vào chuyện gì không được, sao cứ phải cuốn vào tranh giành hoàng quyền làm gì? Tỷ tuyệt đối đừng nói tỷ không biết rõ, thứ khác đều dễ nói, người uy hiếp hoàng vị của Hạo Vân Đồ, một khi chuyện bại lộ, kết quả ra sao hẳn tỷ hiểu rõ ta bắt trương hành Thủy, cướp đám chiến mã này là đang hại đại tỷ sao? Đại tỷ nên nhân lúc này đẩy sạch hiểm nghi, phân rõ giới hạn với hạo vân thắng mới đúng. Đại tỷ hẳn nên cảm tạ ta mới đúng, cảm ơn ngươi, hai mắt quỷ mẫu suýt nữa phát hỏa. Hiện tại lo lắng hàng đầu của nàng ta không phải là tề hoàng sẽ gây bất lợi, mà lo lắng cho Trương Hành Thủy. Xảy ra chuyện như vậy, Trương Hành Thủy có thể đi đâu? Chẳng lẽ để cả nhà y đi theo ta vào trốn hãm âm sơn vĩnh viễn không có ngày thấy mặt trời sao? Thế lực của Hiểu Nguyệt Các sâu không lường được, trốn đến đâu cũng có thể bị tìm thấy. Trương Hành Thủy có thể thoát được truy sát của Hiểu Nguyệt Cát sao? cả đời sống trong thấp thỏm lo sợ. Nếu không phải ngươi nhúng tay vào việc này, Trương Hành Thủy sao lại chọc phải phiền phức? Ngươi lại còn muốn ta cảm ơn ngươi? Ngưu Hữu Đảo, đại tỷ bình tĩnh đừng nóng. Việc đã đến nước này, thân phận của Trương Hành Thủy đã bại lộ, tất nhiên không thể trở về bên Hạo Vân Thắng. Bằng không tất nhiên sẽ bị Hạo Vân Thắng bắt làm con tin để cưỡng ép đại tỷ. Đáng tiếc bên cạnh đại tỷ luôn có một nhóm tùy tùng đông người, khó có thể tìm chỗ tu hành thích hợp hơn hãm âm sơn. Nếu không thì, cũng có thể cùng trương hành thủy tới chỗ của ta. Quỷ mẫu cả giận nói, mảnh đất nhỏ của nhà ngươi có thể ngăn cản được hiểu nguyệt các sao. Một khi hiểu nguyệt các tập trung cao thủ tập kích, thiên ngọc môn cũng không ngăn cản được. Bản thân ngươi đã khó tự bảo toàn, còn nói gì bảo vệ y. Như hữu đạo xua tay, cho nên, ta sẽ không để các người tới nơi này. Ta vừa kết bái làm tỷ đệ khác họ với đại tỷ, chuyện của đại tỷ chính là chuyện của ta. Ta há có thể ngồi yên không để ý tới việc này. Nếu ta thật sự không quan tâm đến, ta đã trả tiền để thả người, chẳng cần liên lụy đến bản thân, cần gì phải tự tìm phiền phức như vậy. Đại tỷ yên tâm, ta có biện pháp bảo đảm cả nhà trương hành thụy bình an. Quỷ mẫu, biện pháp gì? Như hữu đảo ở Tây Quốc, chỉ cần có người đứng ra bảo đảm cho hãm âm sơn, cũng có thể bảo đảm cho gia đình trương hành thụy còn có thể khiến hiểu nguyệt các không dám manh động, càng có thể làm cho đại vương Tây Viện không dám làm càn. Quỷ mẫu ngẩn ra, mắt đảo quanh, nghi ngờ nói. Hạo Vân Đồ, người có thể làm cho Hạo Vân Đồ đứng ra. Nghiêu hữu đảo, đại tỷ quả thực đi guốc trong bụng ta. Nếu đại tỷ tin ta, việc này cứ giao cho ta làm. Ta nhất định sẽ cho đại tỷ một kết quả thỏa mãn. Người bên ngoài không biết hai người nói gì ở bên trong. Nói chung, đợi hai người đi ra khỏi dịch trạm, trời đã tối rất nhiều chiến mã đang được chia đội để rời đi, đệ tử mấy phái tham dự hộ tống. Quỷ mẫu tìm đến lục ly quân, sắp xếp cho quỷ tu. Nàng ta tạm thời không chuẩn bị rời đi, nghiêu hữu đạo chưa cho nàng ta một câu trả lời thỏa mãn, chắc chắn nàng ta không đi. Lời nói xuông là vô dụng, nàng ta muốn nhìn thấy kết quả thực tế. Nghiêu hữu đạo đứng ngoài dịch trạm, công tôn bố tới nói, đạo gia, vương gia sai tôi tới hỏi một tiếng. Chuyện bên ngày còn bao lâu nữa mới kết thúc, có cần cùng quay về hay không? chương 553, kẻ có thể cười đến cuối cùng là anh hùng thực sự. Như hữu đạo, nói cho vương gia, có thể lên đường rồi. Đối diện dịch trạm có một tiền trang, trước cửa tiền trang đang chen một đống người, không ít người bắt đầu thả kim xí bay đi. Hứa lão lục và một nhóm người chắp tay chào nhau, sau đó rời đám đông quay lại. Như hữu đạo hất cằm về phía cửa tiền trang, hỏi hứa lão lục. Tình huống sao vậy, hứa lão lục, đang thanh toán nợ cho những người chạy thuyền kia, cần trả đều trả hết họ cầm nhiều tiền nên đều rất mừng nhiều tiền như vậy họ không tiện mang theo người cho nên đều gửi vào tài khoản của chủ tàu họ đang phát tin tức về báo cho chủ tàu việc này xem như chấm dứt nghiêu hữu đạo đã hỏi rõ lai lịch bối cảnh chưa hứa lão lục hỏi xong nhớ cả rồi nghiêu hữu đạo hít mắt nhìn kỹ các thuyền viên đang túng tụm bàn tán rất náo nhiệt và chuẩn bị đi ăn uống trước cửa tiền trang nói thầm trong số bối cảnh của những người này không biết có ẩn giấu thế lực của hiểu nguyệt các hay không Quản phương nghi bên cạnh xem xét một hồi, không nhìn ra điều gì, quay đầu lại trêu hắn. Vừa lấy tới tay 5 triệu đồng vàng, chỉ vậy thôi là không còn nữa. Như hữu đạo không coi là chuyện to tát, không còn thì không còn, người còn thì tiền còn, người mất thì tiền mất, còn tiền không bằng còn người. Quản phương nghi chẹp miệng, ngươi đúng là hào phóng, tuy nói như vậy, nhưng trong mắt nàng ta không giấu được vẻ khen ngợi, nói. Lúc quay lại, làm sao báo cáo, như hữu đạo ngạc nhiên. Cái gì mà báo cáo? Quả tròn trong tay quản phương nghi vỗ vỗ ngực hắn. Bành hữu đó, ngươi lượn lờ quanh người ta. Người ta muốn ngươi trả lời, ngươi không đưa ra được câu trả lời, chẳng phải ta sẽ xui xẻo theo ngươi. Nghiêu hữu đạo, ngươi lo xa quá rồi. Phương pháp ủ rượu nằm trong tay ta, ta đã sớm nói cho ông ta, ta có giữ lại hậu chiêu. Ông ta ghi nhớ lợi ích của rượu, không dám đụng đến ta, sợ ta công khai phương pháp ủ rượu. Cái gọi là trả lời chẳng qua chỉ là một nấc thang để dễ xuống thôi, tùy tiện đáp lại ông ta một chút là được. Hơn nữa, chỗ ta vừa kết bái một vị đại tỷ, chưa rõ tình huống, ông ta cũng không dám manh động. Bành hữu không đáng lo, thì ra là như vậy. Quản phương nghi âm thầm gật đầu, quay đầu lại liếc nhìn quỷ mẫu đang dặn dò thủ hạ cách đó không xa, thầm buồn cười, rồi lại hỏi. Hiểu nguyệt các thì sao? Người ta cũng sẽ không thể chịu thiệt mà ngồi yên. Đừng tưởng chạy ra khỏi tề quốc là người ta sẽ không dám động vào ngươi. Hiện giờ mục tiêu đã sáng tỏ, người của ngươi ngay ở quận Thanh Sơn, lúc nào hiểu nguyệt các cũng có thể ra tay với ngươi. Không đáng để lo, nếu ta đã dám trở về, tất nhiên ta có biện pháp ứng phó. Nghiêu Hữu đạo nói xong liền đi, hướng ra phía ngoài thành đón thương chiêu tông. Không bao lâu sau, một đoàn xe ầm ầm xuất phát. Trong đó có một chiếc xe ngựa mà mông sơn minh đang ngồi. Những người còn lại, bao gồm thương chiêu tông và Nghiêu Hữu đạo đều cưỡi ngựa. Quỷ mẫu dẫn thêm mấy tên quỷ tu đi cùng. Đêm khuya, đoàn xe đến giao lộ trong núi ở phía ngoài quận thành của quận Thanh Sơn. Thương Chiêu Tông cố ý muốn đích thân tiến một đoạn đường. Thịnh tình không thể chối từ, Nghiêu Hữu Đạo không nói được, chỉ đành tùy theo y. Vào trong Sơn Cốc, phát hiện tại trường đình trong cốc đang có một nhóm người đang đợi, chính là mấy người bành hữu, viên phương. Tới nơi này, mọi người nhảy xuống ngựa, viên phương lắc người một cái phóng tới, kích động ôm quyền nói. Đạo ra, Nghiêu Hữu Đạo nhìn hắn ta từ trên xuống một lượt, hỏi ngươi không sao chứ viên phương lắc đầu không sao rất tốt nhưng hắc mẫu đơn nàng nàng ấy mặt viên phương âm u đã biết chuyện hắc mẫu đan lâm nạn nghiêu hữu đạo nhấc tay ngăn hắn ta nói thêm hắn cũng không muốn nói lại chuyện này sự việc đã phát sinh nói nhiều cũng không có ý nghĩa gì chỉ càng thêm đau xót hắn hỏi các ngươi không giao phương pháp ủ rượu cho họ chứ viên phương ưỡn ngực bảo đảm không có tuyệt đối không bọn họ chỉ giam chúng tôi lại không hỏi chuyện bí phương ừ nghiêu hữu đạo vỗ vỗ vai hắn ta đi về phía bành hữu bạch siêu đã chạy tới chỗ bành hữu trước không biết đang nói với bành hữu chuyện gì có điều thấy bành hữu nhìn về phía quỷ mẫu với vẻ nghi ngờ đại khái cũng có thể đoán được một chút nghiêu hữu đạo đi tới chắp tay nói trưởng môn bành cớ gì nghinh tiếp ở đây nghinh tiếp bành hữu nói cần gì đã biết còn cố hỏi nghiêu hữu đạo gật gật đầu xoay người đưa tay ra hiệu xin mời bành hữu một mình đi theo hắn cách mọi người xa chút hai người dừng bước dưới ánh trăng như hữu đạo nói lấy được ba vạn chiến mã này ta chỉ là người chấp hành người lập kế hoạch thực sự là thiên ngọc môn cho nên tiền mua chiến mã là do thiên ngọc môn đưa lấy về chiến mã cũng là do thiên ngọc môn ta chỉ là chân chạy không dám kể không mí mắt bành Hựu giật giật hiểu ý của hắn là đang nhường công lao cho thiên ngọc môn coi đó như câu trả lời không sai Thiên Ngọc Môn hy vọng được sở hữu công lao này, nếu không thì quá mất mặt. Lần qua lần lại suốt một năm, tổn thất quá nhiều người, bỏ ra cái giá lớn lao lại đổi về trắng tay, đường đường Thiên Ngọc Môn không sánh bằng một nghiêu hữu đạo, làm sao chịu nổi. Bành hữu, ngươi cho rằng mọi người đều mù hết hay sao? Nghiêu hữu đạo, có phải người mù hay không thì ta không biết, có điều ta có thể khẳng định, trừ mấy người bên cạnh ta ra, không ai biết chiến mã này từ đâu kiếm được. Trong quá trình chiếm được chiến mã, Ta sợ xảy ra chuyện ngoài dự đoán nên vẫn bảo mật cao độ. Vì vậy, những người khác căn bản không biết được tình huống. Bành Hữu, Vương gia lẽ nào là kẻ ngu si? như Hữu đảo, Vương gia ngu hay không không phải điều quan trọng, điều quan trọng là Vương gia sẽ không nói xấu Thiên Ngọc Môn với người ngoài. Huống chi, Vương gia quả thực không biết chi tiết về chuyện này. Ta sẽ nói cho Vương gia rằng việc này đều do Thiên Ngọc Môn bày ra toàn bộ. Bắt đầu từ bây giờ, người bên cạnh ta sẽ không nói gì với bên ngoài việc này là công lao của thiên ngọc môn người trong cuộc cũng đã nói vậy rồi người ngoài có thể nói gì chứ bành hữu miệng lưới không xương trái phải ra sao chẳng do các ngươi nói nghiêu hữu đạo ta đối nghịch với thiên ngọc môn chỉ vì chuyện như vậy thì có ích gì cần thiết không thiên ngọc môn không cần thừa nhận cũng không cần thừa nhận không lên tiếng là được còn lại để những người trong cuộc như ta nói làm trưởng môn bành ngài nói xem bành hữu không đồng ý cũng không phản đối xoay người đi ông ta không đi về bên phía thiên ngọc môn mà tới trước quỷ mẫu chắp tay cười nói tại hạ là bành hữu của thiên ngọc môn xin hỏi có phải quỷ mẫu pháp giá đích thân tới quỷ mẫu âm trầm nói trưởng môn bành khách khí bành hữu có khách quý phương xa tới thiên ngọc môn phải tận tình địa chùa nguyện mời vào trong thành không cần làm phiền quỷ mẫu ngắt lời đi tới nghiêu hữu đạo gia hiệu ta và tiểu đệ còn có việc cần đàm luận nếu như thế vậy thì không quấy dày nhiệt tình đụng phải cái mông lạnh bành hữu cười ha ha cho qua quay lại nhìn như hữu đạo bỗng hỏi tiền như hữu đạo có đưa cho ngài quỷ mẫu lạnh lùng liếc hỏi làm sao ngươi muốn thu hồi ha ha tuyệt không có ý này xin cáo từ bành hữu chắp tay vung tay áo một cái đi qua đám người bên này người của thiên ngọc môn thấy thế cũng dồn dập đi theo nhìn theo những người kia rời đi thương chiêu tông lại mời như hữu đạo tới đến bên kia như hữu đạo hỏi vương ra có gì sai bảo Thương Chiêu Tông cười khổ nói, bọn họ đến vì chuyện bắt người, bản vương thực sự xấu hổ. Bản vương, như hữu đạo giơ tay ngăn lại, việc này không cần nói nhiều, trong lòng ta hiểu rõ. Người của ta không ở đây, người của ba phái cũng không dám cản trở bọn họ. Vương ra một cây chẳng làm nên non, cũng không ngăn được họ. Chỉ là việc nhỏ, vương ra không cần để trong lòng. Như hữu đạo không đến nỗi không có được chút lòng dạ ấy. Vương gia chỉ cần nhớ kỹ, hiện nay thế của chúng ta không bằng người, có nhiều việc nhịn được thì nên nhịn. Khi thế của vương gia đã thành, sẽ là lúc họ phải nuốt giận vào bụng. Hiện nay vẫn cần phải dựa vào thế lực của Thiên Ngọc Môn, tận lực tránh đối cứng với họ, tạm thời luồn cúi, chờ tương lai. Thế đạo thăng trầm, con đường phía trước của ngài và ta nhấp nhô, không lấy thành bại nhất thời để luận anh hùng, kẻ có thể cười đến lúc cuối cùng mới là anh hùng chân chính. Trường 554, người thiện chiến không cần công lao hiển hách. Trong lúc nói chuyện, Nhiêu Hữu đạo nắm tay Thương Chiêu Tông, mà lại nắm rất chặt, lời nói có ý nghĩa sâu xa. Thương Chiêu Tông cảm động, gật gật đầu, Nhiêu Hữu đạo lại nói: "Còn có chuyện cần vương gia nhớ kỹ, ba vạn chiến mã này do Thiên Ngọc Môn kiếm được, bên chế định kế hoạch thực sự là Thiên Ngọc Môn, mà tiền mua chiến mã cũng do Thiên Ngọc Môn đưa ra. Ta chỉ là chân chạy." Thương Chiêu Tông kinh ngạc, sao có thể có chuyện đó? Thiên Ngọc Môn bỏ ra thời gian dài như vậy cũng không thu hoạch được gì, rõ ràng là công lao của ngươi. Nghiêu hữu đạo xua tay, không, tất cả đều do thiên ngọc môn lên kết hoạch tốt. Thương chiêu tông,